Vương Phi đa tài đa nghệ, hạ thương mai. chương 511, sóng gió quỷ quyệt. Nhị quỷ Phi ti tì ngụm khí lạnh, bà thật đáng sợ, từ nhiều năm về trước bà đã trăm phương ngàn kế rồi, nếu nhiếp chính vương một lòng với bà, chẳng phải bà đã sớm đoạt được thiên hạ rồi ư. Người không cần phải nhắc những lời này, người tự suy nghĩ rồi làm đi, thất hoàng tử phải ở cạnh an gia, chỉ có ai ra mới có thể bảo vệ an nguy cho hắn, bằng không người dân hắn đi rồi, ai ra ắt có cách để hoàng để nhìn thấy phụ thân hán, vậy thì, dù ai ra có thành công hay không, mẫu tử các ngươi cũng phải chết. Nhị quý phi khiếp sợ xong thì bắt đầu ngảm nghĩ, nếu những gì bà ta nói là thật, vậy thì mình chỉ còn một cách duy nhất, đó là giúp bà ta thành công. Nhưng tà hàn lâu giả dạ vương, bà cũng không dám đắc tội với tà hàn lâu, một khi hần hạ lệnh truy sát, dù bà trốn đến chán trời góc bế, cũng không thể thoát khỏi. Nhị quý phi rơi vào tình thể tiến thoái lưỡng nan, không biết làm thế nào mới phải. Trước đây bà tự cho rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ, nhưng đến khí cạnh tranh thật, bà mới biết mình thật ngây thơ nực cười. Bà không phải đối thủ của dạ vương, càng không phải đối thủ của quý thái phi. Người đi đi, quý thái phi hạ lệnh đuôi khách. Nhỉ quý phi vịn bàn đứng dậy, cả người lảo đảo, không thể nhấc chân lên được. Quý thái phi mỉm cười, vẻ mặt bi tráng, đây là đòn cuối cùng của bà, nếu không thành công, bà cũng tráng đỡ sống tiếp. Nghi quý phi rời khỏi từ an cung như người mất hồn, thất hoàng tử đang đợi ở bên ngoài, bà nhìn hắn, thật sự cảm thấy hân không hề giống hoàng thượng một điểm nào, mà cũng tráng giống mình, cũng may nhiều năm qua hoàng thượng chưa từng nghĩ tới vấn đề này, máu phi. Thất hoàng tử lặng lẽ đứng cạnh bà, người đừng lo lắng cho nhi thần, nhi thần biết tâm tư của quý thái phi, nhi thần sẽ nhờ sự trợ giúp của bà ta, nhưng sẽ không để bà ta lợi dụng, một khi nhi thần đăng cơ, người sẽ làm hoàng thái hậu. Hoàng Nhi Nhi quỷ phi ôm hán, cả người run giấy, hài tử ngoan, mẫu phí biết tấm lòng hiếu thuận của con. Nhưng hắn lại không biết, quý thái phi đã khống chế suy nghĩ của Han, bà không biết nhiều về loại cố độc này, nhưng cũng biết có mấy loại cổ độc có thể khống chế suy nghĩ con người, khiến người đó trở thành con rối, thậm chí là hung khí giết người. Nhi quý phi hồi cung thì bắt đầu đổ bệnh, còn tuyên bố ra bên ngoài rằng, bệnh rất nặng, nên không gặp mặt ai cả. Tin tức truyền tới Huệ Khánh Cung, Thương Mai cười nói, xem ra, nghi quỷ phi cũng chẳng dám giúp chúng ta. Bản vương không định nhờ bà ta giúp, mà chỉ tới cung bà ta uy hiếp, để bà ta đừng can thiệp vào chuyện này thôi. Dạ vương hờ hững nói thương mai nói, ừm, um, quả thật may năm nay nghi quý phi đã tích lũy được một số năng lực chính trị, cũng như nhân mạch nhất định, nếu bà ta giúp quý thái phi, chúng ta sẽ phải phân ra đối phó với bà ta. Bên tàu đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Dạ vương hói. Thương mai cầm tách trà lên đáp, ừm, um, ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi, trò hay sắp mở màn rồi. Gia Vương cũng cầm tách trà lên, thấy bộ giang nhàn nhã của cô, thì bỗng tò mò hỏi có phải tàu có quan hệ gì với Hồ Hạnh Nhi đúng không? Quan hệ, thương mai xứng sốt, quan hệ gì? Chúng ta làm gì có quan hệ? Hai người, giả Vong cầm tách trà lên khẽ gạt bọt trà, hai người có rất nhiều điểm tương đồng, chẳng hạn như cách nói chuyện, vẻ mặt, thái độ làm việc quả quyết, kiêu ngạo, ngông cuồng tự đại, Thương Mai khẽ cười ra tiếng, mới đầu thì rất tốt, nhưng sau đó thì bắt đầu phai nhạt, xem ra, hơ chướng quý của chúng ta đã khiến. Audio điện tử võ tấn bền. Vương ra rất đau đầu. Dạ vương đam chiêu, hồ hạnh nhi đó. Tính thì chua ngoa, dối trá, thủ đoạn rất độc ác, nhưng không biết tại sao, khi gặp nàng ta bản vương lại có. Hắn nhíu mày, như không biết miêu tả cảm giác này thế nào. Thương Mai đã sớm nhận ra hai người có triển vọng, giờ lại thấy Han nhắc tới Hồ Hạnh Nhi, thì vẻ mặt càng khó tả, cảm thấy vở kịch này rất hay lại có cảm giác động lòng à. Thương Mai hói, Phi, dạ vương lườm cô, ngâm nghĩ một lát rồi nói, tẩu không biết cảm giác đó đâu, đó là khi thấy bộ dạng dương dương tự đắc của nàng ta, ta ước gì không thể tát nàng ta mấy cái để nàng ta khỏi đắc ý. Thấy dáng vẻ nhe răng trợn mắt của nàng ta, ta hận không thể đạp nàng ta xuống đất để nhố hết răng nanh, thấy ánh mắt sáng rực, ăn nói đĩnh đạc của nàng ta, ta lại ước không thể móc mắt nàng ta ra. Nếu nàng ta trêu ghẹo cười đùa cùng người đàn ông khác thì sao? Thương Mai tiếp lời hân hỏi. Giả vương bỏng nổi giận, vậy thì bán vương sẽ đánh gãy chân nàng ta. Nhận ra mình lỡ lời, Giả vương liền đứng dậy, khiêm tốn lễ phép nói, hoàng tẩu, thần đệ còn có việc, phải đi trước. Thương Mai nhìn khuôn mặt ra vẻ đạo mạo của hắn, thì cười đến nội thương, đi đi. Buổi trưa, cung nữ chăm sóc cho lương tân chạy tới bấm báo với công chúa nói bà ta đã biến mất vì trước đó lương tần đã bị sát hại nên tráng tráng làm to chuyện sai người tìm kiếm khắp cung tất nhiên hành động này đã kinh động hy vi cung hoàng đế triệu trương tướng quân thống lĩnh cấm vệ quân tới trương tướng quân thành thật bẩm báo rằng lương tần mất tích nói xong trương tướng quân lo lắng nói lúc trước ở lãnh cung lượng tần đã bị sát hại thể thám bị ép đến phát điên giờ lại mất tích thần e rằng lương thiên đã xảy ra chuyện rồi. Hoàng đế nghe xong thì không khỏi hỏi nguyên do, trương tướng quân không thể nói do nguyên do, chỉ nói có người muốn hành thích lương tăng, nhưng không thành công, lương tồn đã nhìn thấy khuôn mặt hung thủ nên phát điên. Đây là một dấu chấm hỏi rất lớn, hoàng đế là người thông minh, vừa nghe đã nắm được manh mối, nhìn thấy khuôn mặt hung thủ nên phát điên. Tổ chức tâm lý của lương tần rất mạnh, chuyện bà ta phát điên đã chứng tỏ, người xuống tay với bà ta là người mà bà ta không bao giờ ngờ tới. Hoàng để đuổi trương tướng quân đi, rồi cho gọi lộ công công, giờ phế thái tử sao rồi. Bẩm hoàng thượng, lão nô luôn sai người trông chừng, mặc dù hiện tại phế thái tử xa suốt tinh thần nhưng cũng khả yên phận, còn lương công thì gần đây hay lén lút đi gặp người khác ông ta gặp ai. Hoàng để lạnh nhạt hỏi, nhưng bông trở nên cảnh giác. Là mấy môn sinh của ông ta, môn sinh của ông ta, bọn họ đều quan to trong chiều lộ công công do dự một lát rồi đáp đúng vậy hơn nữa a à phúc bên quý thái phi cũng tới gặp ông ta hướng hoàng để nhíu mày rõ ràng hơi cầu kinh không vui thế à? bẩm hoàng thượng đúng vậy a à phúc đã tới gặp ông ta hai lần hơn nữa mỗi lần gặp đều ở lại tầm nửa canh giờ lần đầu tiên là vào nửa tháng trước còn lần hai là hai ngày trước khi thích khách vào cung lộ công công nói sao ngươi không bẩm báo chuyện này lên hoàng đế tức giận hỏi hoàng thượng bất giận lão nô đã bấm báo chuyện này với dạ vương rồi, dạ vương bảo lão nô tiếp tục theo dõi sát sao, nếu nhận ra chuyên cấp bạt, thì quay về bẩm báo hoàng thượng ngay. Hoàng thượng nắm nghĩ một lát rồi nói, người đi thăm dò tiếp đi, nếu có tin tức gì thì quay về bấm báo chấm ngay. Vâng, lộ công công lùi xuống, khoan đã, hoàng đế bong gọi ông ta lại, hoàng thượng còn căn dặn chuyện gì nữa à? Hoàng thượng nghiêm mặt hỏi, tối qua đến giờ, bên Huệ Khánh Cung có động tĩnh gì không? Lộ công công nói, bẩm hoàng thượng, hôm qua vương phi xuất cung về thính Vũ Hiên, trò chuyện với đan thanh huyện chúa mấy cu, rồi ăn cơm xong hồi cung, dọc đường đều có người theo dõi. Nàng ta không tới nơi nào khác, không ạ. À. Hoàng đế ửng một tiếng, người lui xuống đi. chương 512, tuyết rơi rồi. Lương Tần đã được tìm thấy, là ở hữu minh cung, nơi này không có ai sinh sống, lại nằm ở góc cực bắc của hoàng cung, không ai biết bà ta tới đây bằng cách nào lúc tìm thấy bà ta, cả người bà ta run lấy bấy, bấn thiêu, như lăn lộn trong bùn đất. Lương Tần được dẫn đến trước mặt Hoàng đế, bà ta vẫn không nói nên lời, chỉ biết run rẩy. Hoàng đế thấy bà ta như thế, dù gì cũng từng là phu thế, nên cuối cùng vẫn không nỡ, an ủi một lát, rồi hỏi, Lương Tần, nàng nhận ra chấm không? Lương Tần từ từ ngấn đầu lên, ánh mắt không còn sợ hãi nữa, mà ống tay áo, thấp thỏm lo âu. Lương Tần, đây là Hoàng thượng, người vẫn còn nhớ chứ? Lộ công công cùi người khẽ hỏi. Lương Tần bình tĩnh nhìn hoàng đế, một lúc sau, bà ta bỏng phát ra tiếng khóc thảm thương, hoàng thượng, người phải cửu nô tỳ, nô tỳ biết sai rồi, quý thái phi và phụ thân muốn hại nô tỳ, nô tỳ không muốn chết. Hoàng đế không cần dùng bộ mặt giả tạo, khuôn mặt ngày càng đỏ bừng, lông mày nhíu chặt, lửa giận cũng dần tăng lên. Một lúc sau, ông hờ hững nói, truyền ngư y. Nếu Lương Tần không phát điên, thì có người đang xúi dục bà ta. Nhưng nếu bà ta thật sự phát điên, thì chẳng ai có thể xúi dục bà ta được, nên những lời bà ta nói chắc chắn là sự thật. Sau khi ngư y chẩn đoán, quả thật Lương Tần đã phát điên. Hoàng để lại ha lệnh điều tra chuyện lãnh cung, truyền gia vương và thị vệ ở lãnh cung tới. Tất nhiên giả vương sẽ nói chuyện cung nữ mưu hại ra, vì cung nữ đó đã chết, nên không thể truy vấn được, nhưng người thông minh đều có thể nghĩ ra, cung nữ đó là người được Lương Thái Phó sắp xếp ở bên. Lương Tần lúc trước, ánh mắt Hoàng đế càng bùng lên lửa giận, ông có thể tha thứ cho một nhóm người âm tê, nhưng không thể tha thứ bọn họ liên thủ với nhau. Trong lòng ông hiểu rõ, nếu trước đây người của Quý Thái Phi và Lương Tần liên thủ với nhau sẽ có hậu quả gì? Bọn họ không những không thể kiềm chế mộ dung khanh, mà ngược lại còn uy hiếp người làm hoàng đế như ông. Sau khi đuối mọi người đi, lộ công công khẽ hỏi, hoàng thượng có phải người nên hạ chi rồi không? Hoàng thượng ngẩng đầu hỏi, hạ chỉ gì? Hoàng thượng, chẳng phải hôm qua người nói, để vương phi gánh tội thích khách sao, hình bộ đang đợi ý chí của hoàng thượng lộ công công nói. Hoàng đế trầm mặc một lát rồi nói, chuyện này tạm gác lại trước đã. Ông ngẩng đầu lên hỏi, bên quý thái phi có động tính gì không? Bẩm hoàng thượng, quý thái phi gọi thất hoàng tử tới bầu bạn, nói trong cung buồn chán. Ngoài ra còn chuyện nào khác nữa không? hôm qua quý thái phi xuất cung một chuyển, ở lại trong phủ khoảng một canh giờ. Trong thời gian bà ta về phủ, có ai tới vương phủ không? Lão nô không phát hiện ra ai cả, cống chính của vương phủ luôn đóng chặt, quý Thái phi vào thanh ninh các một canh giờ mới đi ra ngoài, đồng thời ám vệ theo dõi nhận ra, bọn họ không tìm thấy một dấu vết nào của quý thái phi trong thanh ninh các, như thế bà ta vô cớ biến mất một canh giờ. Con người không thể nào biến mất một canh giờ được, trừ phi vương phú có mật đạo nối thẳng ra bên ngoài, hoàng đế hiểu rất rõ kiến trúc trong phủ nhiếp chính vương. Lộ công cống không nói gì, có những chuyên, người trong cuộc mơ màng, nhưng người bên ngoài lại thấy rất rõ, hoàng thượng nghĩ quá nhiều, nhưng không hiểu do, còn người ngoài cuộc như ông lại thấy rất rõ. Nhưng ông không thể nói gì cả, bên Nam Hoài Vương có tin tức gì không? Hoàng để lại hỏi, trước đó có tin truyền về nói rằng Nam Hoài Vương tới Giang Tô Phủ từ Kiều Trấn, có lẽ giờ đã rời khỏi Giang Tỏ Phủ rồi. Dọc đường vô sự, Đúng thế, hoàng đế lại ngam nghĩ một lát, ừm, người lui xuống trước đi, bảo hình bộ cử đợi trước đã, không cần nóng lòng kết thúc vụ án thích khách đầu, còn quý thái phi, người thưởng cho bà ta một bình rượu, xem bà ta phản ứng thế nào. Váng, lão nô sẽ đi làm ngay. Nửa canh giờ sau, lộ công công quay về bẩm báo, hoàng thượng, lão nô đã mang rượu ban thưởng qua đó, nhưng quý thái phi bất cần làm vỡ rồi. Bất cần làm vỡ, hoàng đế cười khấy, rồi phất tay, được rồi. Người lui xuống đi Vâng, lộ công công lui xuống ngay Buổi chiều, thương mai tới đây bắt mạch Miệng hoàng đế nối mấy cái muôn nước Ngay cả việc uống thuốc cũng cảm thấy đau Càng không ăn được gì Thương mai khuyên nhủ Hoàng thượng, bất kỳ chuyện gì cũng không quan trọng bằng long thể Nên người phải nghĩ thoáng mọi chuyện Hoàng đế nhìn có Vương phi, trong lòng người có trách châm không Thương mai cười lắc đầu Hoàng thượng, sao người lại hỏi thế phu quân ta đã ra chiến trường rồi, ta đâu còn gì phải để tâm nữa. Chẳng qua chỉ là danh tiếng, mà phụ nữ thì cần danh tiếng làm gì. Người thật sự nghĩ đờ, hoàng đế cảm thấy cô nói quả chỉ công vô tư, mà con người thì ai cũng có lòng ích kỷ. Thương mau rút kim châm ra, khe thở dài, ta không dám nói người không được trách tội ta, mặc dù trong lòng hai oan ức, nhưng nghĩ kỹ lại thì eo thay cũng chẳng oan ức gì mấy. Quả thật giữa ta và quỷ thái phi ganh ghét nhau, chuyện này liên lụy đến quá nhiều chuyện, nên nhất thời không nói rõ được, nếu nói ta không có suy nghĩ mưu hại quý thái phi, thì ta mới thật sự oan ước. Câu nói này chẳng khác nào có thừa nhận với hoàng đế rằng, nếu có cơ hội, cô sẽ xuống tay với quý thái phi. Cô dám nói những lời đại nghịch bất đạo này trước mặt hoàng đế, nếu hoàng đế thật sự muốn luận tội, thương mai sẽ phạm đại tội. Nếu đổi thành lúc trước, chắc chắn hoàng đế sẽ nối giận, thậm chí là giáng tội thương mai, mặc kệ trong lòng cô có thái độ gì với quý thái phi nhưng giờ thì không bởi vì ông đã cảm nhận được sự uy hiếp mà quý thái phi mang lại cho triều đình và hoàng quyền nếu suy đoán của ông là đúng bà ta có cấu kết với lương thái phó vậy thì sẽ đi ngược lại dự tính ban đầu của ông triều đình vốn chia thành ba đảng phái kiềm chế lần nhau tạo thành thế cân bằng nên ông mới yên tâm giao quyền cho mộ dung khanh nhưng nếu hai đảng hợp lại thì thế cân bằng này sẽ mất đi vậy thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng thương mai đi rồi bao công công mới đi vào hầu hạ ông ta do dự một lát mới nói hoàng thượng người đừng tin lời giả vương và nhiếp chính vương phi nói không chừng bọn họ cũng có lòng ích kỷ hoàng đế cười quái dị thế à bao công công thấp thỏm bất an nói đúng vậy trước đó ra vướng tới tìm lão nó bảo lão nô nói xấu quý thái phi trước mặt hoàng thượng nhưng lão nó không làm thế hoàng đế trầm mặt ngay cút bao công công sợ đến biến xác không người lui ra ngoài. Ra khỏi hy vi cung, dạ dương lại đợi ông ta ở khúc cua vương gia, lão nô đã làm theo lời dặn của vương gia, nói xấu người và vương phi trước mặt hoàng thượng. Bao công công, bản vương sẽ không quên công của ngươi. Nói xong, hắn lại ung dung roi đi. Hàn bảo bao công công đi tố cáo, nói xấu hắn và nhiếp chính vương phi, ất sẽ gây ra tác dụng ngược lại, bởi vì hoàng thượng đã hết tin bao công công rồi, hơn nữa còn cho rằng ông ta từng cấu kết với quý thái phi nên vào thời điểm mấu chốt thể này ông ta nói tốt cho quý thái phi đồng thời đả kích giả vương và thương mai sẽ khiến hoàng đế cảm thấy ông ta là người bụng giả khó lường hơn nữa còn có thể khiến hoàng đế càng nghi ngờ quý thái phi rồi đề phòng hơn sầm tối tuyết bắt đầu rơi rét tháng ba thường là cơn rét khắc nghiệt nhất luồng khí lạnh như nước biển chảy ngược bao trùm toàn thành tối nay hoàng để không dùng bữa mà chỉ uống thuốc thương mai kê, tỉnh thần đã phấn chấn hơn một tỷ, cũng gọi ngự ý tới bắt mạch, ngự y đã khen ngợi y thuật thương mai trước mặt ông, hoàng đế cũng tán thành điều này. Nếu không có nàng ta, e rằng trăm đã không qua khỏi cuối năm rồi. Ông nói xong thì khẽ thở dài. Trường 513, tương kế tự kế. Ngự y sợ hãi tột độ, hoàng thượng, chúng thân bất lực, khiến hoàng thượng luôn bị cơn đau gian vặt. Cham không trách người, có lẽ là do chấm gây nghiệp chướng quá nhiều. Hoàng đế mỉm cười, dù nói thế nhưng vẻ mặt ông lại không phải đờ. Gây nghiệp chướng, chỉ có bản thân hoàng đế mới có thể nói câu này, chứ người ngoài chẳng dám đoán nửa câu. Người nói thử xem chẳng có thể khỏi han không. Hoàng đế hỏi nghi. Ngư y nói, hoàng thượng hồng phúc tề thiên. Người đừng nói mấy câu khách sau đó, chẳng muốn biết sự thật. Trong lòng ngư y thầm than khổ, chẳng phải hoàng thượng đã sớm biết được sự thật rồi à. Người nói đi, hoàng thượng lớn tiếng, lạnh lùng hỏi. Người y vội nói, theo cách nói của Vương Phi, giờ bệnh tình của Hoàng thượng đang nằm trong tầm kiểm soát, chỉ cần không ngừng uống thuốc, tiếp tục châm cứu, thì trước mắt sẽ không có gì đáng ngại. Tiếp tục châm cứu, Hoàng đế nhíu mày, các người đứng nhìn nàng ta chám cứu nhiều lần như thế, mà vẫn chưa nám được à. Môn châm cứu này thật sự rất uyên bác, không phải mất thấy là có thể tiếp thu được. Hoàng đế ngâm nghĩ một lát rồi nói, thế này đi, châm sẽ bảo Vương Phi dạy thuật châm cứu cho các ngươi, các người phải học thật kỹ cho chảm, không cần học hết đầu, chỉ cần hiếu một nửa là tốt làm rồi. Ngự y vui mừng khôn xiết, nếu được vậy thì đùng là phúc của chúng thần. Nhưng ngự y lại hơi lo lắng ngay, nhưng liệu Vương Phi có đồng ý không? Hoàng đế từ từ mim cười đáp, chám cũng muốn biết, rốt cuộc lời nàng ta nói là thật hay giả, nếu nàng ta viện cớ đùn đẩy, vậy thì chứng tỏ nàng ta đang nói dối, còn nếu nàng ta đồng ý, thì có thể là thê. Ngự y nhìn ông nghi ngờ, không hiểu hàm ý trong câu nói của ông. Ngự y nhìn ông nghi ngờ, không hiểu hàm ý trong câu nói của ông. Nhưng hoàng đế lại phất tay ra lệnh, người ra ngoài đi, rồi sai người truyền vương phi vào đây. Hôm nay thương mai cứ ra ra vào vào liên tục, cô vừa mới đi chưa được bao lâu, thì hoàng đế lại chuyên cô về, nhưng có thể thấy, quả thật trong lòng hoàng đế cũng đang thấp thỏm bất an. Hoàng thừa, thương mai vào điện, chắp tay chào sắc mặt hoàng đế rất tốt nói vương phi chấm có chuyện muốn hỏi ngươi hoàng thượng cứ hỏi thương mai đáp ngươi học châm cứu từ ai vậy hoàng đế hỏi bẩm hoàng thượng là an nhiên lão vương gia dạy cho ta thương mai nói dối không chớp mắt nhưng cô cũng đâu nói dối bởi vì quả thật kim châm thuật là do dạy cho an nhiên lão vương gia rồi nó truyền tới tay cô bằng cách nào đó nên cô cũng được xem là truyền nhân của an nhiên lão vương gia cô không dám nói mình cùng vai với An Nhiên Lão Vương Gia, là truyền nhân của ôn yến. Hoàng đế sửng sốt, là An Nhiên Lão Vương Gia. Đúng vậy, thương mai đáp. Hoàng đế không ngờ lại là An Nhiên Lão Vương Gia, nên bất ngờ xong ông lại hỏi, An Nhiên Lão Vương Gia dạy kim châm thuật cho ngươi. An Nhiên Lão Vương Gia là truyền nhân của ôn yến, nổi danh với kim châm thuật. Đúng vậy. Hoàng đế ngạc nhiên, hóa ra kim châm thuật, chấm đã nghe danh từ lâu, không ngờ thật sự là kim châm thuật, thảo nào lợi hại đến thế. Thương Mai khẽ cười, không nói gì. Hoàng đế lại hỏi, lúc an nhiên lão vương ra dạy kim châm thuật cho ngươi, có từng dặn ngươi không được truyền nó ra ngoài không? Ông ấy không hề dặn, Thương Mai đã đoán được ít nhiều suy nghĩ của Hoàng đế, y thuật không hề có danh giới, mà lấy việc trị bệnh cứu người làm trách nhiệm, ai có hứng thú thì đều có thể học. Hoàng đế cười đáp, vậy thì tốt, bắt đầu từ ngày mai khi nào ngươi rảnh thì dạy kim châm thuật cho ngự y y thuật của đại chu ta quá lạc hậu kém xa nước lương bởi vì các danh y đều tuân thủ nghiêm ngặt quy định trong môn phái nên y thuật không có người kế thừa lúc nói hoàng đế luôn nhìn chằm chằm thương mai không hề bỏ qua một biểu hiện nhỏ nhoi nào thương mai không hề do dự đáp đây là chuyện tốt chỉ cần ngự y đồng ý học ta sẽ dạy hết hoàng đế nhìn cô ngươi không sợ ngươi dạy cho bọn họ rồi bọn họ sẽ uy hiếp ngươi. Sao bọn họ lại uy hiếp ta chứ? Ta cũng đâu dựa vào việc chữa bệnh kiếm tiền để nuôi sống bản thân, chẳng phải ta vẫn đang ăn đồ của triều đình à? Thương Mai bật cười, như thể lời ông nói cực kỳ hoang đường. Câu nói này chẳng khác nào đang cười nhạo hoàng đế lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hoàng đế thấy cô đồng ý thì vẻ mặt hơi mất tự nhiên, ừm, người đồng ý thì tốt, Ngươi lui xuống trước đi. Vâng, thương mai cúi chào rồi lui ra ngoài. Rời khỏi hy vi cung, tâm trạng thương mai vẫn chưa thả lỏng. lúc nãy mọi người đều cười nói, nhưng ai cũng ẩn giấu một con quỷ đang nghi ngờ lẫn nhau. Tuyết ngày càng lớn, thương mai đi trong tuyết, chân đạp lên hoa tuyết nhỏ vụn, phát ra tiếng sộp sộp. Tiểu khuyên bung dù, khẽ nói, vương phi, tuyết rơi dày rồi, người cẩn thận kẻo cảm lạnh. Thương mai gượng cười, tiểu khuyên, giờ tim ta thật sự rất lạnh. Hoàng đế muốn cô dạy kim châm thuật cho ngự y, nếu là trước đây, cô sẽ rất vui vẻ, nhưng cô thật sự không thích y học bị gán như một âm mưu. Hoàng đế muốn ngự y học kim châm thuật để khống chế bệnh tình ông ta, có lẽ bước kế tiếp cô sẽ dạy cách luyện chế ra mặt giả. Cô rất vui khi truyền thụ y thuật cho những người này, nhưng sau lưng bọn họ lại không đơn giản. Vương Phi, người ngoài làm lạnh trái tim ta, thì bản thân ta tự sưởi ấm, không nhất thiết phải dựa vào sự ấm áp từ người khác. Tiểu Khuyên bỗng nói một câu đầy tính triết lý. Thương Mai khoác vai Tiểu Khuyên, Tiểu Khuyên, người thật sự trưởng thành rồi. Tiểu Khuyên cười thật thà, nô tỳ có trưởng thành thế nào thì cũng là nô tỳ của Vương Phi. Người trưởng thành rồi sẽ xuất giá, sinh con, có gia đình riêng và cuộc sống riêng của mình. Không, Tiểu Khuyên không xuất giá. Tiểu Khuyên ngẩng đầu, bướng bỉnh nói. Đứa bé ngốc, Thương Mai cười nói, là con gái thì phải xuất giá, có gia đình riêng của mình, cũng như người mình thương yêu. Tiểu khuyên chưa gặp được người đàn ông nào tốt với mình, dù xuất giá, thì sau này phu quân cũng sẽ năm thê bảy thiếp, nếu không thể một. Lòng một dạ, tiểu khuyên cần gì phải chịu đựng. Thương mai sừng sốt, không ngờ người bảo thủ như tiểu khuyên lại nói ra những lời này. Cô nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Câu nói của tiểu khuyên đã khiến cô nhận ra sự may mắn của mình, nếu cô gặp phải người đàn ông khác, rồi yêu người đó, e là cả cuộc đời này của cô sẽ là một tấm bi kịch nếu so sánh cô thả giống như giờ mặc dù không ngừng toan tính nhưng dù gì người cô yêu cũng một lòng một dạ yêu cô nghĩ đến điều này cả người cô như hít thuốc lắc trở nên phấn chấn mọi thứ đều yên tĩnh chờ đợi sóng to gió lớn vào buổi tối tối nay là một đêm ám sát chỉ có trời mới biết tối nay có bao nhiêu sát thủ phải bỏ mạng tối nay tà hàn lâu và tố nguyệt lâu đưa tới một nhóm người đều là đạo tặc tay nhuốm máu tươi giết người vô kể trên giang hồ sau khi giả vương mở cuộc họp hữu nghị với họ, đã cho họ uống thuốc độc, đồng thời trong miệng cũng cắn một viên, nếu họ có thể thoát khỏi vòng vây, là do họ tốt số, có thể tới nhận thuốc giải, còn nếu không thoát khỏi, chết dưới tay người khác, thì họ phải cắn nát thuốc độc để tự sát, bằng không, đến khi giả vương phát độc tính, sẽ rất thê thảm. Lúc giả vương làm thí nghiệm với một tên sơn trại, mấy tên đạo tặc này đều chứng kiến tận mắt cái chết đó, nên bọn họ thả cắn thuốc độc tự sát còn hơn. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ đợi Quý thái phi hạ lệnh, mấy người này làm theo lời dặn của Dạ Vương, lần lượt tới Hi Vi cung và phủ của mấy thân thích trong hoàng thất để tiến hành ám sát. Tất nhiên giả dạ Vương đã sớm sắp xếp đủ người phòng hộ rồi, đồng thời hắn cũng hạ lệnh với mấy đạo tặc, chỉ được tổn thương chứ không lấy mạng, bằng không, cho dù sống sót đi ra ngoài cũng không nhận được thuốc giải. Chương 514, đại chiến đã tới. Chán tráng biết được thân phận của những người này nói với giả vương, bọn chúng giết bách tính vô tội như vậy, nếu bọn chúng thật thoát khỏi bao vây trùng điệp, nếu thật cho bọn họ giải dược thả bọn họ đi thì sau khi được thả, bọn chúng sẽ trở thành tai họa của bà tình, chẳng phải là thả hổ về rừng sao? Bình thường, vì diệt giặc cướp đã không ít tướng sĩ hy sinh, bây giờ người của tà hàn lâu và tố nguyệt lâu đã bắt bọn chúng tới, bằng mọi giá không thể để bọn chúng chạy trốn. giả vương nheo mắt nhìn tráng tráng một chút, tiểu cô cô con người tiểu cô cô thật là không có niềm tin gì cả, ta đã nói thì sẽ giữ lời, những tiểu cô cô yên tâm, dù có cho giải dược thì bọn chúng cũng không thể làm việc ác nữa. Thật sao, đương nhiên, dạ vương nhẹ nhàng nói, bản vương làm việc văn luôn nhổ cỏ tận gốc. Tráng tráng cười diễu, sao bản cung lại thích thằng nhóc nhà ngươi như vậy chứ? Đẹp trai phải không, dạ vương ngông cuồng nói, ngươi sao, chẳng tráng khẽ nói, là không đẹp trai bằng đua ẩm của chúng ta sao? Dạ vương lại gần, hơn nữa, tiểu có cô cũng đừng trách cháu trai thích nghe ngóng, tiểu cô cô không nghĩ tới muốn đi Hàn Sơn thăm dượng nhỏ sao. Đi thăm u, tráng tráng hơi ngơ ngác, đúng là nàng không nghĩ tới có thể di sao. Tại sao không thể di chu, nếu tiểu có cô thật muốn gặp, âm tàu địa phú cũng không ngăn được. Tráng tráng nói ta muốn đi tới đó, nhưng lại sợ chọc giận an nhiên lão vương ra, chọc ông ấy túc gian rồi, ông ấy không cử tiêu kiêu nữa thì làm thế nào. Được, trở về ta sẽ nói với ông ấy một tiếng, cho phép tiểu cô cô đi thăm. Chàng tráng cười nói, đúng vậy, người gần gũi với an nhiên lão vương gia, người hãy đi năn ni ông ấy một chút, ta chỉ gặp mặt một chút, nếu hắn ổn, ta lập tức quay về. Nếu hắn không ổn thì sao? Cút, tráng tráng giận dữ man ga. Dạ vương dựa người vào ghế, lười biếng nói, chờ chuyện kết thúc, chúng ta nên làm gì thì làm cái đó đi, đừng để người ngoài lo việc chiều chính, tiểu cô cô còn phải khuyên nhủ thất ca, để hắn đừng gay gắt với chúng ta như vậy nữa. Đó là vì từ nhỏ phụ hoàng người đã kỳ vọng cao vào hắn, coi hắn là hoàng đế để bồi dưỡng, chỉ tiếc, hắn không phải con vợ cả, cũng không phải con trai trưởng, nếu không mặc sức thế hiện, hôm nay chính là hoàng đế danh chính ngôn thuận rồi. Tuy nhiên, nói đáng tiếc nhưng thực ra cũng không đáng tiếc, làm hoàng đế tuyệt tình tuyệt nghĩa như vậy thì có gì đáng làm. Dạ vương im lặng, đúng vậy, làm hoàng đế có gì tốt, như hãn mới là sống vui vẻ, trong tay có tập đỏ ẩn sát thủ tà hàn lâu, còn có trung tâm mua bản tin tức tổ nguyệt lâu, ngày nào cũng có rất nhiều người đưa bạc cho hắn, đời này hãn xài cũng không hết. Nếu không phải nể mặt thất ca, hắn cũng không muốn xen vào loại chuyện khốn kiếp này. Bản vương xuất cung đây, tối nay rất bận, không giống tiểu cô cô và thất tấu, tối nay chỉ nghĩ đến việc ở cung huệ khánh uống trà xem náo nhiệt. Nói xong, gia vương lập tức đứng dậy đi ra. Cút, chán tráng giận dữ mắng. Xã Vương dựa người vào ghế, lười biếng nói chờ chuyện kết thúc, chúng ta nên làm gì thì làm cái đó đi, đừng để người ngoài lo việc chiều chính, tiểu cô cô còn phải khuyên nhủ Thất ca, để hắn đừng gay gắt với chúng ta như vậy nữa. Đó là vì từ nhỏ phụ hoàng ngươi đã kỳ vọng cao vào hắn, coi hắn là hoàng đế để bồi dưỡng, chỉ tiếc, hắn không phải con vợ cả, cũng không phải con trai trưởng, nếu không mặc sức thể hiện, hôm nay chính là hoàng đế danh chính ngôn thuận rồi. Tuy nhiên, nói đáng tiếc nhưng thực ra cũng không đáng tiếc làm hoàng để tuyệt tình tuyệt nghĩa như vậy thì có gì đáng làm? Dạ vương im lặng, đúng vậy, làm hoàng đế có gì tốt, như hắn mới là sống vui vẻ, trong tay có tập đoàn sát thủ tà hắn lâu, còn có trung tâm mua bán tin tức tố nguyệt lâu, ngày nào cũng có rất nhiều người đưa bạc cho hắn, đời này hắn xài cũng không hết. Nếu không phải nể mặt thất ca, hắn cũng không muốn xen vào loại chuyện khốn kiếp này. Bản vương xuất cung đây, tối nay rất bận, không giống tiểu cô cô và thất tẩu, tối nay chỉ nghĩ đến việc ở cung Huệ Khánh uống trà xem náo nhiệt. Nói xong, giả vương lập tức đứng dậy đi ra. Tối nay cung Huệ Khánh không có công nhân nào hầu hạ, vì để tránh cho công nhân bị thương, thương mai đã sớm sắp xếp để bọn họ rời đi. Cơm tối nay là do hai người tiểu khuyên và hạ lâm làm, hạ lâm biết nấu cơm, do lão vương ra vốn thăm ăn, nên đã cứng rắn bồi dưỡng hạ lâm thành đầu bếp nổi danh một đời. Tôn Phương Nhi vẫn chưa ăn cơm, tiểu khuyên mang đồ ăn đến phòng nàng ta, nhưng lại quên mang canh, Hạ Lâm lại phải tự mình đi đưa. Nhưng lại ngại vì trước đó Tôn Phương Nhi tức giận mắng hắn là đồ đần, nhát cái, nên hắn cũng không dám lộ ra, đi vào đặt xuống xong định rời đi ngay, nhưng Tôn Phương Nhi lại gọi hắn lại. Là ngươi đã cứu ta phải không? Tôn Phương Nhi hỏi. Hạ Lâm không dám quay đầu lại, đứng nguyên lắc đầu, không phải ta, là đại tỷ. Tôn Phương Nhi lại không sẵn sàng thừa nhận là ngươi đã cứu ta ta chỉ đưa ngươi thuốc giải độc thôi là đại tỷ đã cứu được ngươi lúc này hạ lâm mới quay đầu cố chấp nói tôn phương nhi nhìn hắn ngươi thật là kẻ ngu hạ lâm lắc đầu mẫu thân nói ta không phải người ngu mẫu thân ngươi nói sao thì ngươi cho rằng như thế à ta ta tự thấy ta cũng không phải kẻ ngu tôn phương nhi bật cười còn nói mình không phải kẻ ngu chỉ có kẻ ngu mới nói mình không phải kẻ ngu vậy là ngươi kẻ ngu sao Hạ Lâm hỏi lại. Tôn Phương Nhi sướng sờ, ngươi. Hạ Lâm mất hứng nói, ngươi dung mạo xinh đẹp như vậy, tại sao ăn nói lại khó khe như thế chứ? Mẫu thân nói, không thể giễu cật sự thiếu sót của người khác, sẽ khiến người ta đau khổ. Tôn Phương Nhi thấy hắn mặt mày thư thái, hiên hậu, nếu không phải hắn nói chuyện quá ngốc, thật không dám tin hắn là kẻ ngu. Tốt, thật xin lỗi, ta không nên nói ngươi là kẻ ngu. Tôn Phương Nhi xin lỗi, Hạ Lâm cười đến hai khóe mắt cong lên, ta tha thứ cho ngươi. Tôn Phương Nhi thấy hắn cười ngây thơ tự nhiên như vậy, cũng không nhịn được cười. Hạ Lâm đi ra ngoài, thương mai vừa trở về, mọi người lập tức ăn cơm, vì tình huống đêm nay rất đặc biệt, tráng tráng bảo tiểu khuyên, đao lão đại, cầm chi, quỳnh hoa cùng ăn cơm. Bữa cơm này, đã định trước là không thể ăn được yên ổn. Vừa ăn được một nửa, ngoài điện đã vang lên tiếng binh khí va chạm. Hạ Lâm và Tiểu Khuyên có chút căng thẳng, đao lão đại đã cầm chuôi đao, thương mai ra lệnh một tiếng, tất cả ngồi xuống, ăn cơm. Người đến cung Huệ Khánh đều là tử sĩ của quý Thái Phi, thương mai đã sớm bố trí người chống trả, chiến đấu với tử sĩ là cuộc chiến sống còn. Dù đao lão đại sức mạnh kinh người nhưng lại không hiểu chiêu thức, có thể đánh bừa bãi được một lúc, nhưng nếu đánh lâu dài thì không được. Mọi người tiếp tục ăn cơm, nhưng bữa cơm này rất khó nuốt, thỉnh thoảng lại có tiếng kêu thảm thiết chuyên đến, không biết là của kẻ địch hay người mình tiếu khuyên nhát gan nhiều lần hét lên cầm chi mỉm cười gắp một miếng thịt cho nàng ta ăn đi sợ thì dùng bông bịt tai lại tiểu khuyên hỏi cầm chi tỉ 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 không sợ sao cầm chi cười nói sợ cái gì chứ không phải chỉ là sát thủ thôi sao mà đời này ta đã gặp nhiều sát thủ như vậy rồi sát thủ giết người nhưng có một số bạn bè lại giết chết trái tim lăn lộn trong hoàng thất này còn thấy ít sao Thương Mai vẫn luôn im lặng, chỉ lo ăn cơm, thỉnh thoảng dừng lại nghe thanh âm bên ngoài. đau của cô quấn trên cánh tay. Đêm nay sợi dây sẹo rất không an phận. Khi Thương Mai uống rượu, nó đã cắt một đầu dây thừng. Đột nhiên, có sát thủ lao đến với tốc độ chóng mặt, nắm lấy trường kiếm bay thẳng vào đám người. Đao lão đại vỗ bàn đứng dậy, đại đao ném ra, làm cho sát thủ xoay người rơi xuống đất. Sợi dây sẹo của Thương Mai lao đến, xuyên thẳng lồng ngực hắn. Đao lão đại đạp một cái đá bay hắn ra ngoài sợi dây sẹo bay ngược trở về, nhuộm thành màu đỏ, mang theo mùi máu tươi cuốn về cánh tay thương mai. Cầm chi sợ hãi thán phục, bảo bối của Thái Hoàng Thái Hậu thật là khó lường, còn có thể tự tác chiến. Thái Hoàng Thái Hậu có nhiều bảo vật lắm, đây không đáng gì. Quỳnh Hoa cười nói, trên mặt hai tỷ muội không hề có vẻ sợ hãi, dường như vừa nãy không hề có sát thủ đi vào. Hạ Lâm vừa còn sợ hãi, bây giờ thấy sợi dây sẹo của thương mai thể hiện uy phong thì lập tức an tâm, Chuyến ghế đến bên cạnh Thương Mai. An toàn của ta dựa vào đại tỷ. Thương Mai cười nói, đừng sợ, có đại tỷ ở đây, không ai có thể tổn thương ngươi. Sát thủ đêm nay đến cung huệ khánh của chúng ta tính sơ sơ phải chừng hơn 20 người. Tráng tráng để đũa xuống, bưng chén rượu lên. Quy thái phi thật coi trọng chúng ta. Không phải chúng ta cũng là màn kịch quan trọng ư? Thương Mai thản nhiên nói. Phía Tôn Phương Nhi có người bảo vệ không? Có. Nhưng không nhiều, tuy nhiên, Tôn Phương Nhi đã sớm biết có nguy hiểm, cho nên nàng tự có cách bảo vệ mình. Tôn Phương Nhi nuôi rắn, côn trùng, chuột, kiến cũng không phải nuôi không, khi Thương Mai đi vào gian phòng của nàng, có thể ngửi được mùi tanh, là mùi tanh của rắn. Tôn Phương Nhi bị quý thái phi gây thương tích, nên rất đề phòng, do đó, đã gọi rắn độc đến đây bảo vệ, tin là sát thủ còn chưa tới gần nàng ta thì đã bị rắn độc cắn chết rồi. Chương 515: Quỷ thái phi đại bại. Mọi thứ diễn ra đúng như thương mai du đoán, về phía tôn phương Nhi căn bản không cần lo lắng điều gì cả, sau khi cô nghe thấy tiếng kim loại, biết rằng có thích khách đang đến, liền lấy trong tay áo ra một cây sáo nhỏ rồi bắt đầu thôi. Chỉ trong nháy mắt, trên khắp các cửa ra vào, cửa số và mái hiên phòng có đều bị bao phủ bởi những con rắn độc đầy màu sắc, tưởng như chúng đang canh gác nghiêm ngặt căn phòng này. Vấn đề ở Hi Vi Cung cũng không lớn, vì giả vương tập trung bảo vệ Hi Vi Cung, ngoài cấm quân, còn có người của tà Hàn lâu được phải đến canh gác nơi này. Hy vi cung không nằm trong tay quý Thái Phi, nên những tên thích khách này thực chất trinh là bọn đạo tặc giết người man dợ mà tà Hàn lâu và tố nguyệt lâu bất về. Nhưng dù lớp bảo vệ có phát huy tác dụng, thì hoàng đế vẫn không tránh khỏi chấn kinh. Mặc dù ông ta đã đoán được hai ngày này quý Thái Phi Ất Hàn sẽ ra tay, nhưng không ngờ thích khách lại xông đến Hy Vi Cung. Mà vào thời điểm nguy cấp này, cả giả vượng và lương vương đều đã ai về phủ người nấy, không còn ở lại không cung. Đương nhiên trở về phủ thì cũng chẳng có việc gì làm, chỉ ngồi chờ sát thủ đến. Cử như vậy, buổi tối hôm nay quả thực giống như một màn kịch lớn, từ phủ Trần Thái Quân, phủ Lê Thân Vương, đến phủ Lục Vương ra hay phủ Việt Đông Vương, đều có thích khách tấp nập đến thăm hói. Ngay cả bách tính xung quanh đó đều biết về trận chém giết này, trong cảnh tàn sát khốc liệt ấy, chủ ý giết người đã rõ ràng hơn cả. Phủ Lê thân vương là nơi ồn ào nhất khi thích khách đến, cả vương phủ đều nhốn nháo hết lên. Vì có con chó vàng của Lê Thân Vương hú lên, nên toàn bộ đàn chó ở hậu viện đều sôi sụp theo, cửa lồng vừa mở, mấy chục con chó đen ảo ảo xông ra, nhất là khi ngửi thấy mùi máu, chúng lại càng điên cuồng. Có thể nói Lê Thân Vương không bỏ qua bất kỳ kẻ nào, lấy mạng toàn bộ lui thích khách, đám đạo đặc giết người không ghê tay này đã phải trả giá bằng chính máu của mình. Trường 516, Hoàng đế dẫn Tôn Phương Nhi đi lương vương không nhìn thấu triệt chuyện triều chính bằng dạ vương hắn buồn bực nói vậy thất hoàng thúc phải làm sao còn có ý nghĩa gì chứ hắn không tranh quyền đoạt lợi thứ hắn bảo vệ chỉ là giang sơn đại chu bách tính đại chu dạ vương lẳng lặng nói chắp tay sau lưng đi về phía trước cũng vì hắn đơn giản như vậy cho nên bản vương mới nguyện ý ra tay tương trợ đúng như lời dạ vương nói quý thái phi bị hạ lệnh truy nã lại điểm ra một nhóm lớn đại thần từng cấu kết với quý thái phi nhốt vào đại lao, lại thu về được một khoản sổ sách, cũng nắm được một bộ phận đại thần lúc trước đi theo lương thái phó và phế thái tử đã thoái vị. Cho nên, tình hình bây giờ chính là trừ lại một bộ phận người của lương thái phó để kiềm chế Nam Hoài Vương, lại để lại một bộ phận người của Nam Hoài Vương để kiềm chế nhiếp chính vương. Sau khi Hoàng Dế công bố kết quả điều tra, từ An Cung gặp chuyện là do nhiếp chính vương phi hạ thương mai chỉ điểm, nhưng mục đích không phải muốn hành thích thật, chỉ là đe dọa quý thái phi một chút. Mà dụng ý thật sự của quý thái phi khó dò, muốn tạo phản phải đưa thất hoàng tử đi, ý đầu hiệp thiên tử lệnh chư hầu, bởi vì nhiếp chính vương phi ám sát dẫn tới bà ta hành động sớm, cho nên tội của nhiếp chính vương phi không cần truy cứu, công tội bù nhau. Tất cả mọi chuyện đều không đề cập tới Nam Hoài Vương. Để Thương Mai liên lụy đến chuyện này chính là muốn giảm thanh danh của cô, giảm uy tín của Thương Mai đương nhiên là giảm uy tín của mộ dung khanh. Vợ chồng là một kết cục này nằm trong dự liệu của Hạ Thương Mai và Dạ Vương. Ngược lại là Tráng Tráng có chút ngoài ý muốn, bởi vì trước đó để Thương Mai gánh tội thay, lại vì Quý Thái Phi là Quý Phi của Tiên Đế, Hoàng Đế làm con, không thể xử trí Quý Phi của Tiên Đế được. Nhưng mà, bây giờ đã định được ra tội danh mưu phản của bà ta, tội mưu phản sẽ không tồn tại cái gì mà tôn kính hay không tôn kính Tiên Đế nữa rồi, vào lúc này còn kéo Thương Mai góp vào, vẽ vời thêm chuyện. Nhưng mà ngoài ý muốn chỉ là tạm thời, tráng tránh nhanh chóng hiểu ra, không thuận tiện kéo người của nhiếp chính vương vào được thì sao xứng với cơ hội tốt này chứ. Bởi vì quý thái phi dẫn thất hoàng tử đi, cho nên nghiêm lệnh của hoàng đế lại hạ xuống lần nữa, nhất định phải nhanh chóng tìm được bà ta. Thậm chí hoàng đế còn treo thưởng, nếu là quan viên bắt được quý thái phi, thăng quan, nếu là bách tích hay nhân sĩ trong giang hồ sẽ được tiền thưởng vạn lượng. Dường như quý thái phi đã không còn chỗ để trốn, có phần thưởng như vậy, bách tích toàn thành đều ra tay. Hoàng đế không giáng tội tôn phương nhi, ngược lại cho nàng ta tiếp tục ở lại trong cung thì sẽ trong huệ khánh cung. Bởi vì tôn phương nhi dù gì vẫn là vương phi chưa xuất giá của nam hoài vương, chiếu ban hôn đã hạ. Sau khi chuyện kết thúc, nhu giao lại lần nữa tiến cung thăm tôn phương nhi. Lần này thái độ của nhu giao mặc dù không tốt, nhưng mà ít nhất vẫn có thể ngồi cùng một chỗ nói chuyện vài câu. Hôm đó mai phi tới ngồi, vào buổi tối tam hoàng tử và mai phi đều gặp chuyện. Có điều giả dạ vương đã an bài đầy đủ nhân thủ, cho nên Mai Phi và Tam Hoàng tử đều bình yên vô sự. Lần này đúng là Bồ Tát phù hộ, bản cung định dẫn Hoàng Nhi xuất cung đến Chùa Trấn Quốc Dân Hương. Mai Phi nói, thương Mai tiếp lời, bây giờ còn chưa bắt được Quý Thái Phi, người đã xuất cung. Quá nguy hiểm rồi. Mai Phi cười nói, không quan trọng, việc này bản cung đã nói với Hoàng thượng rồi. Hoàng thượng cũng cảm thấy gần đây nhiều chuyện, hẳn nên đi Chùa Trấn Quốc Dân Hương, cầu Bồ Tát phù hộ hoàng thượng nói bây giờ toàn thành đều truy lùng quý thái phi bà ta không có cách nào làm chuyện ác bây giờ bà ta còn tránh không kịp sao dám đi ra nếu hoàng đế đã đồng ý thương mai đương nhiên là không nói gì thương mai suy nghĩ một chút ta cũng muốn về phủ thăm mẫu thân như vậy đi ta đưa mai phi nương nương đi một chuyến mai phi đi một mình thì được nhưng dẫn theo tam hoàng tử thương mai không yên lòng lão thất đặt rất nhiều hy vọng lên người tam hoàng tử nếu như tam hoàng tử xảy ra chuyện gì vậy sẽ làm loạn toàn bộ thế cục mà hắn đặt ra vậy thì tốt quá mai phi cười nói hôm sau sáng sớm mai phi liền tới mai phi vừa bước ra cửa lộ công công cũng tới ông ta nói với thương mai hoàng thượng để lão nô tới đón tôn cô nương đến hy vi cung mai phi khẽ giật mình hoàng thượng muốn đón tôn phương nhi đến hy vi cung làm gì thương mai và tráng tráng liếc nhau một cái đều có chút kinh ngạc hoàng thượng nói tôn cô nương là chất nữ của thái hậu tuy bị đuổi ra khỏi nhà nhưng tốt xấu gì cũng là cốt nhục thân tình sợ nàng ở huệ khánh cung lại gặp thích khách lần nữa cho nên đón đến hy vi cung dưỡng thương lộ công công cười nói tráng tráng cũng không tin lời này nàng ta kéo lộ công công sang một bên người nói thật cho bản cung biết tại sao hoàng thượng lại muốn dẫn tôn phương nhi đi lộ công công khoanh tay công chúa không nghĩ ra sao vì kiềm chế nam hoài vương nhưng nam hoài vương căn bản không có tình cảm với nàng ta tráng tráng nói lộ công công cười không phải như vậy công chúa thế lực của quý thái phi sụp đổ hai năm này nam hoài vương cũng khó tạo năng lực lớn về phần tôn phương nhi dân thường vô tội người tài lập công trạng mới có tội thương mai nghe thế trong lòng liền trở nên thấp thỏm tôn phương nhi thì lập công trạng gì chứ nàng ta là hiểu được thuật phu cổ hoàng đế vẫn luôn căm hận thuật phu cổ bây giờ lại bắt đầu muốn dùng sao? Hiểu rồi, công công, đừng nói với hoàng thượng là bản cung từng hỏi qua. Ánh mắt tráng tráng trở nên sắc lạnh. Lão nô đã biết, lộ công công nói, sơ tay, thị vệ liền vào dẫn tôn phương nhi đi. Tôn phương nhi còn chưa đi lại được tốt, nhưng nàng ta kiên chỉ tự đi ra ngoài, không cần vệ sĩ đỡ, ngược lại là tiểu khuyên phụ một tay. Lên kiệu, tôn phương nhi có hơi quay đầu lại, đáy mắt mông lung, vẻ mặt lạnh lùng ta có thể nói với Vương Phi một câu không? Trước một khắc kiệu được gánh lên vai, Tôn Phương Nhi liền hỏi Lộ Công Công. Lộ Công Công mỉm cười nói, đương nhiên là được. Thương Mai đi qua, Tôn Phương Nhi nhìn Lộ Công Công một cái, ta muốn nói chuyện riêng với nàng. Lộ Công Công do dự một chút, cuối cùng lui ra phía sau mấy bước. Tôn Phương Nhi cục mắt, lông mi thật dài in bóng trên mí mắt, điềm đạm đáng yêu. Cả đời này của ta, mặc dù cố gắng chống lại, nhưng vẫn thân như bèo tấm, ta ghen ghét ngươi, căm hận ngươi, nhưng không có chút ích lợi gì cho vận mệnh của ta cả, cho nên, thôi vậy, đời ta đều không biến thành ngươi được. Bây giờ ta chỉ cần ngươi một việc, nếu có một ngày ta thân bất so kỷ, làm ra chuyện tổn thương đến bách tình, cầu ngươi, trăm phương nghìn kế, giết ta đi. Thông minh như nàng ta, biết lần này đến Hy Vi Cung, thân phận không giống như trước là người của Nam Hoài Vương, không ai thương tiếc nàng, chỉ muốn lợi dụng nàng. Năm đó, nàng được mộ dung khanh cứu được, chỉ vì một cái liếc mắt, bước lầm cả đời, trong cơn chấp mê bất ngộ, cuối cùng nàng không quay đầu được. Thương Mai yên lặng gật đầu, ừ. Trong lòng nàng là rung động, Tôn Phương Nhi tự biết vận mệnh của mình, nhưng mà vận mệnh của nàng, ai có thể thay đổi được. Tôn Phương Nhi thấy cô đồng ý, lại cười, thật ra, bây giờ ta đang thỉnh cầu ngươi, là vì ta đã cùng đường rồi, trong lòng yếu đuối, nhưng phàm là ta có thể đứng lên được, ta sẽ lại đứng đối đầu trước mặt ngươi, đến lúc đó, những lời hôm nay ta cầu ngươi, đều là nói nhảm. Tôn Phương Nhi đi rồi, cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, còn ngươi lại không có chút gợn sóng nào. Thương Mai hiểu ý tứ của nàng ta, bây giờ nàng ta chỉ hơi mềm lòng, nhưng nàng ta tự nhận sự tuyệt tình ngấm vào trong xương tủy của mình rồi. Nàng ta không biết bản thân có thể mềm lòng được bao lâu, phải thừa lúc mềm lòng, muốn làm người tốt một lần. Chỉ vẹn vẹn tấm lòng này tự an ủi mình mà thôi chương 517, Mai Phi có vấn đề sao? Lúc Nhu Giao tiến cung, Tôn Phương Nhi đã đi rồi, biết được là Hoàng đế dẫn nàng ta đi, Nhu Giao cười, ngẩng đầu nhìn thương Mai, đáy mắt lại có chút bi thương, nếu như giữ nàng ta lại, có lẽ nàng ta sẽ trở về làm người tốt. Thương Mai không dám phán đoán, nàng từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên thái độ với Tôn Phương Nhi. Tôn Phương Nhi thực sự là tốt hay xấu, nàng không biết, Tôn Phương Nhi vì sinh tồn, vì muốn sống tốt, nàng ta có thể chống lại nhưng không nên làm tổn thương người đối xử tốt với mình thương mai trước sau đều để ý chuyện nàng ta ra tay với mẫu thân của nhu giao bởi vì đối với việc này cô không nhìn thấy tôn phương nhi có nửa điểm biết ơn một người thiếu đi lòng biết ơn mà lại nói người đó lương thiện thì sẽ không có ai tin người càng lớn lên trong vỏ bọc lạnh lùng thì càng khát vọng ấm áp khó có được một người tốt với mình thì sao có thể tổn thương được không người nào biết số mệnh sau cùng của Tôn Phương Nhi là gì, có lẽ bây giờ nàng ta không thể tự quyết định nữa, nhưng mà rất nhiều chuyện, tự nàng ta lựa chọn trước, nàng ta lựa chọn tổn thương người nhà họ Tôn, lựa chọn hạ cổ mộ Dung Khanh, lựa chọn giết chết sư phụ mình, lựa chọn đi theo Nam Hoài Vương cùng hắn tạo phản. Mỗi người đều nên vì lựa chọn của mình mà trả giá. Trước khi đi ra ngoài cửa, Thường Mai viết xuống phương thuốc, đưa cho Tráng Tráng, người bảo ngự y dựa theo phương thuốc này bốc thuốc cho hoàng thượng đây là đơn mới, đơn trước đó uống lâu rồi sẽ có tính kháng dược, cho nên ta đổi toa thuốc mới. Thương Mai nói thêm vài vấn đề phải chú ý khi uống thuốc, bảo tráng tráng nhớ kỹ rồi báo lại cho ngự y. Trên đường tới chùa Trấn Quốc, Thương Mai ngồi trong xe ngựa vẫn sầu não âm ức, lần này đi ra ngoài bởi vì không muốn phô trương, cho nên cô chỉ dẫn theo đao lão đại, tiểu khuyên không tới, về phần Mai Phi cũng chỉ dẫn theo hai cung nữ và hai thị vệ. Ra đến cửa cung, trên xe ngựa không thấy tam hoàng tử, thương Mai hỏi tam hoàng tử đâu. Mai Phi nói tam hoàng tử không khỏe nên không đi. Thương Mai nghĩ tam hoàng tử không đi càng tốt, miễn cho cậu gặp phải nguy hiểm. Bởi vì cách ăn mặc khiêm tốn, cho nên đi trên đường cũng không có nhiều người ghé mắt qua, chỉ cho rằng phu nhân nhà phú hộ bình thường xuất hành. Đi tới dưới núi của chùa Trấn Quốc thì nghỉ ngơi một chút, bởi vì xe ngựa không đi được đường núi cho nên chỉ đành đi bộ chùa trấn quốc là một ngôi chùa có tiếng khách hành hương rất nhiều đương lên núi người tới kẻ lui không ít thương mai và mai phi đều mang theo chút lương khô tùy thân ở dưới chân núi ăn qua loa một chút tuyết hôm nay đã ngừng nhưng đường trên núi vẫn trơn đi lại hơi bất tiện thương mai thì không quan trọng chỉ là cơ thể mai phi yếu đuối bước đi tương đối chậm thương mai âm thầm lo lắng nếu theo cước bộ của mai phi sợ là đêm nay phải ở lại chùa trấn quốc lúc trạng vạng tối hoàng thượng cho người đến truyền thương mai tráng tráng nhớ tới lời nhắn nhủ của thương mai về đơn thuốc nhân tiện nói vương phi đi cùng với mai phi ra ngoài rồi nàng để lại một đơn thuốc mới bản cung đến hy vi cung một chuyện thông báo với ngự y một chút đi vào hy vi cung tráng tráng cũng phải ổn định lại tâm trạng một chút rồi mới đi vào hoàng đế thấy nàng ta tới vẻ mặt cũng có chút mất tự nhiên nhưng vẫn miễn cưỡng gạt ra nụ cười tiểu cô 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 tới rồi Tráng Tráng khẽ nói, "Đúng vậy, Thương Mai trước khi xuất cung có để lại đơn thuốc, ta muốn nhân tiện tới thăm hoàng thượng nên mới tự mình tới." Vương phi ra ngoài, đi đâu? Hoàng đế thật ra cũng không muốn hỏi Thương Mai đi đâu, chỉ là hắn không biết nói gì. Cùng Mai phi tới chùa Trấn Quốc. Hoàng đế nghe vậy, khẽ nhíu mày, lúc này đi chùa Trấn Quốc làm gì? Tráng Tráng khẽ giật mình, hoàng thượng không biết Mai phi tới chùa Trấn Quốc sao? Sao chấm lại biết? hoàng đế nhìn nàng ta, ngồi thẳng người dậy, là Mai Phi nói với ngươi, chấm cho nàng đến chùa Trấn Quốc. Tráng tráng lắc đầu, cũng không phải, chỉ là thời điểm nàng ta xuất cung đã hỏi qua hoàng thượng. Tráng tráng nói rõ ngọn nguồn, Mai Phi nói qua, hoàng thượng đồng ý để nàng ta xuất cung đi dâng hương, nhưng hoàng thượng hiển nhiên không biết chuyện này, rốt cuộc là sao. Chấm không để cho nàng ta đi, hoàng đế nói. Ừm, um, tráng tráng quay người, ta đưa đơn thuốc cho người y, đây là đơn thuốc mới thương mai nói có mấy lời cần bàn giao với ngự y ừ vậy đi đi hoàng đế thấy tráng tráng rời đi mới thở dài một hơi vì chuyện của nàng và tiêu kiêu hoàng đế vẫn cảm thấy thẹn với tiểu cô cô này đối mặt cũng không dám nói chuyện có một số chuyện trên danh nghĩa đều là cây ngay không sợ chết đứng nhưng khi đêm về vẫn thấy không đành lòng dặn dò ngự y theo lời nhắn của thương mai xong tráng tráng liền vội vã rời đi trở lại Huệ Khánh Cung, nàng phân phó cầm chi, lập tức gọi cho giả vương hoặc lương vương, hoặc là Trần Thái Quân vào cung, ai có gọi người đó, còn nữa, lập tức phải ám vệ đến chùa Trấn Quốc, nhìn thấy vương phi thì mặc kệ nàng đang làm gì, cứ mang về trước rồi nói. Cầm chi thấy chuyện khẩn cấp, cũng không hỏi vì sao mà lập tức đi ngay. Sau khi cầm chi ra ngoài, tráng tráng gọi Quỳnh Hoa tới, đến nhà thanh cung hỏi một chút tình hình, xem tam hoàng tử có ở đó không. Quỳnh Hoa đi ngay, không bao lâu sau trở về nói, tam hoàng tử ở trong nhà thanh cung, không đi dâng hương. Tráng tráng trầm giọng nói, Mai Phi có vấn đề. Làm sao bây giờ, hôm nay Vương Phi chỉ dẫn theo đao lão đại đi cùng, ám vệ cũng không có theo. Quỳnh Hoa vội vàng la lên. Trước đừng hoảng, bản cung đã để ám vệ đi rồi, hy vọng có thể kịp. Nhưng giờ trời đã tối rồi. Tránh tráng chán cũng có chút hoảng, Mai Phi có vấn đề gì. Nàng nghĩ mãi không ra, trước đó nghi ngờ bên người có nội ứng nhưng mà nội ứng này sẽ là mai phi ư nàng ta không cần thiết phải làm như vậy bây giờ lão thất đều đứng về phía tam hoàng tử nàng ta không có lý do gì làm tổn thương thương mai thương mai bây giờ là chỗ dựa của nàng ta chẳng lẽ là thụ ý của hoàng thượng hoàng thượng muốn ra tay với hạ thương mai nhưng mà cũng sẽ không bây giờ lão thất đang ở trên chiến trường thương mai mà xảy ra chuyện gì nhất định là không giấu được hoàng đế không thể nào để lão thất phân tâm vào lúc này được. Quý Thái Phi, Mai Phi không thể nào là người của Quý Thái Phi được, Quý Thái Phi đã phái thích khách hàng thật giá thật chứ không phải hàng giả như lão cửu. Lương Thái Phó, càng không có khả năng, coi như Mai Phi trước kia có nghĩ tới đi nhờ và Thái Tử và Lương Thái Phó bảo vệ, nhưng hôm nay Lương Thái Phó đã mất đi lợi thế, Mai Phi sao còn làm việc cho Lương Thái Phó? Chẳng lẽ là Nghi Phi? Bản thân Nghi Phi còn đang vào tình thế cấp bách, nào có nhàn dỗi đi đối phó với hạ thương mai chứ? Tráng tráng nghĩ mãi không ra, lại không biết tình hình bây giờ của thương mai thế nào rồi, đúng là lo muốn chết. Trần Thái Quân và Loan Loan là người đầu tiên vào cung, giả vương và lương vương đều không có trong phủ, hai vị vương gia này đều dẫn người đi truy lùng quý thái phi rồi. Công chúa, xảy ra chuyện gì vậy? Lão thần nghe cầm chi nói vương phi xảy ra chuyện, có chuyện gì thế? Lão Thái Quân vừa vào cửa liền hỏi loan loan cũng khẩn trương đúng vậy bây giờ còn có thể xảy ra chuyện gì chứ tráng tráng trầm giọng nói lão thái quân trước chớ khẩn trương tất cả đều chỉ là suy đoán của ta hôm nay thương mai và mai phi xuất cũng đến chùa trấn quốc mai phi nói là thụ ý của hoàng thượng nhưng ta đã đi gặp hoàng thượng hoàng thượng vốn không biết mai phi đến chùa trấn quốc với cả sở dĩ thương mai đi cùng mai phi đến chùa là vì mai phi nói sẽ dẫn tam hoàng tử theo nhưng mà tam hoàng tử không đi bây giờ vẫn đang ở trong nhạc thanh cung. chương 518, không thấy thương mai đâu nữa. Loan loan nghe được là Mai Phi đưa thương mai đến chùa Trấn Quốc, liền xua tay cười nói, công chúa, người đúng là thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc, sao Mai Phi nương nương lại hại thương mai chứ? Hiện tại nàng ta phải dựa vào thương mai, nếu thương mai gặp chuyện không may thì tai họa sẽ ập xuống đầu nàng ta. Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng tại sao Mai Phi lại phải nói dối? Chán tráng nói, Trần Thái Quân cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng vì không muốn mọi người bị khủng hoảng nên bà nói, có lẽ Mai Phi muốn tự mình đi dâng hương nhưng không muốn bị mọi người nói này nói kia nên mới bảo là hoàng thượng bầy mưu đặt kế, thích khách vào cung, Nhạc Thanh cung cũng bị ám sát, một người phụ nữ như cô ta cho rằng nhờ Bồ Tát phù hộ mới thoát được một kiếp bèn đến chùa trấn quốc cảm tạ ơn trên, đó cũng là một điều chính đáng. Tráng tráng nghe Trần Thái Quân trấn an xong, trong lòng cũng thả lỏng một chút, cũng đúng có lẽ là ta quá nhạy cảm rồi. Gần đây có nhiều chuyện xảy ra, công chúa cẩn thận một chút cũng là chuyện tốt, trước tiên đừng vội suy đoán lung tung, đã phái người đến chùa Trấn Quốc chưa? Trần Thái Quân hỏi, phái người đi rồi, ta đã sai cầm chi phái ám vệ đi, và cũng đã dặn phải đưa thương mai trở về. Tráng tráng nói, ưng, 응, đến chùa Trấn Quốc không xa, nếu đi nhanh thì cả đi lẫn về chỉ cần một ngày là đủ, bọn họ xuất phát canh mấy. Bọn họ khởi hành vào giờ tị vậy có lẽ sẽ ở lại chùa Trấn Quốc một đêm, nếu không thì cũng phải qua giờ tí mới về. Trần Thái Quân nói, ám vệ vừa được phái đi, nhanh nhất cũng phải nửa canh giờ nữa mới đến được chùa Trấn Quốc. Tráng tráng nói, đến chùa Trấn Quốc, nếu tìm được thương mai và nhanh chóng đưa nàng ấy về thì cũng phải hơn 3 canh giờ. Ám vệ cưới khoái mã đi còn thương mai cùng mai phi ngồi xe ngựa, nếu đi chậm để trách bị sóc này thì ít nhất phải cũng phải ba canh giờ mới đến được còn nhanh hơn chút thì cũng phải hai canh rưỡi giờ. Trần Thái Quân nói, chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể đợi, đợi ba canh giờ. Dạ vương cũng đã vào cung khi trời tối, nghe tráng tráng nói xong, hắn nhướng mày, chùa Trấn Quốc. Người cảm thấy không ổn đúng không? Tráng tráng hỏi. Nhất định là không ổn. Dạ vương suy nghĩ một chút, người đã phải ám vệ đi đúng không? Đúng vậy. Không được, bổn vương phải phái người của Tố Nguyệt Lâu đi, Tố Nguyệt Lâu quen thuộc địa hình của chùa Trấn Quốc hơn. Dạ vương xoay người đi ra ngoài ngay cả dạ vương cũng nói không ổn khiến trong lòng tráng tráng lại nặng nề. Lần chờ đợi này phải chờ đến giờ sửu, ám vệ mới phải một người trở về bẩm báo tình huống, nói vương phi quả thật có đến chùa Trấn Quốc, nhưng đã đi rồi. Đi rồi, vậy có gặp được xe ngựa của họ trên đường không? Tráng tráng hỏi. Dọc đường trở về chưa từng nhìn thấy. Tìm, tìm, tráng tráng nôn nóng, nhất định là đã xảy ra chuyện. Công chúa hãy an tâm, đừng loạn, chúng thần đã để lại người ở chùa Trấn Quốc, hòa thượng của chùa Trấn Quốc cũng đang hỗ trợ tìm, thần về trước là để bẩm báo tình hình. Chùa Trấn Quốc nói thương mai đến đó lúc nào? Giờ hợi, buổi tối mới rời đi. Vậy là trời đã tối, tối rồi mà nàng ấy vẫn khăng khăng đi sao? Đại sư trụ trì của chùa Trấn Quốc nói Mai Phi nương nương tự mình đến cáo biệt cùng ông ta còn Vương Phi thì chờ bên trong kiệu, nàng ta đã nói với Cao Tăng rằng sáng sớm mai có chuyện quan trọng nên phải lập tức hồi cung như vậy có nghĩa là lúc đi, người của chùa Trấn Quốc không nhìn thấy Thương Mai. Không, vậy Thương Mai cùng Mai Phi nương nương đến chùa Trấn Quốc lúc nào? Trần Thái Quân hỏi. Bẩm lão Thái Quân, khoảng canh 3 giờ dậu. Giờ dậu đến, giờ hợi rời đi, nghỉ lại đó hai canh giờ, nếu vội vàng trở về thì cần gì phải nán lại hai canh giờ. Dân hương chép kinh, chỉ khoảng một canh giờ là đủ, Thương Mai không phải là người không biết sắp xếp mọi chuyện như vậy. Trần Thái Quân nói. Bà ngẩng đầu, lão thân phải tự mình đi một chuyến. Bản cung cũng đi, tráng tráng nói. Cứ như vậy, đã hơn nửa đêm mà lão thái quân, loan loan cùng công chúa liền dục ngựa mà đi. Lão thái quân là võ tướng, nên hiển nhiên kỹ năng cưỡi ngựa không cần phải nói, tráng tráng thời niên thiếu cũng từng luyện cưỡi ngựa cùng tiêu kiêu, về sau lại càng phát huy kỹ thuật cưỡi ngựa do tiêu kiêu dạy đến cực hạn. Loan loan là một người thích náo nhiệt, lại am hiểu cưỡi ngựa, thêm quỳnh hoa, cầm chi, một hàng dài năm người cưỡi trên lưng năm con khoái mã rời cung mà đi. Khi rời thành, do lệnh giới nghiêm và các cuộc khám xét nghiêm ngặt khắp thành nên tráng tráng đã đưa ra lệnh bài, tiện thể hỏi thăm, hôm nay, xe ngựa của Mai Phi Nương Nương có vào thành chưa? Mai Phi Nương Nương, vào thành rồi, thủ vệ hỏi. Vào thành, tráng tráng giật mình kinh ngạc rồi liếc mắt với Trần Thái Quân. Trần Thái Quân cũng hơi giật mình, người có nhìn thấy Mai Phi Nương Nương ngồi bên trong không, Chúng thần không nhìn mà chỉ thấy lệnh bài do Mai Phi nương nương đưa ra. Khi nào? Tráng Tráng hỏi. Một khắc trước, Tráng Tráng nói với Trần Thái Quân nói, người hãy đến chùa Trấn Quốc trước đi, bản cung cùng Cầm Chi và Quỳnh Hoa sẽ đuổi theo xem sao. Được, Trần Thái Quân vung roi, cùng Loan Loan ra khỏi thành. Tráng Tráng cùng Cầm Chi Quỳnh Hoa quay lại, vì vừa nãy không gặp nàng ta nên Tráng Tráng kết luận, xe ngựa từ hướng bắc đi vào đuổi theo khoảng nửa canh giờ thì đuổi kịp xe ngựa, quả thật là xe ngựa của Mai Phi. Dừng lại, cầm chi cùng Quỳnh Hoa đuổi tới, chặn xe ngựa lại. Xe ngựa dừng lại, người đánh xe thấy là tráng tráng, vội vàng xuống xe hành lễ. Mạnh sốc lên, Mai Phi bước xuống tỏ vẻ hơi bất ngờ, công chúa. Mai Phi, thương Mai đâu? Tráng tráng trực tiếp hỏi. Mai Phi cười nói, thương Mai vẫn còn ở chùa Trấn Quốc, nàng ấy nói muốn ở lại đó thêm hai ngày nữa nàng ấy muốn nán lại hai ngày. Vậy tại sao ngươi không cùng nàng ấy ở lại chùa Trấn Quốc mà phải trở về gấp trong đêm? Tráng tráng chất vấn. Tam Nhi bị bệnh nên bổn cung phải về gấp. Mai Phi nói. Tráng tráng nhìn chằm chằm nàng ta. Mai Phi, tốt hơn hết ngươi hãy nói thật. Mai Phi cười mỉa một tiếng, nghe công chúa nói kìa, tại sao bổn cung phải nói dối chứ? Vương Phi đang ở chùa Trấn Quốc, nếu người không tin có thể đi tìm. Tráng tráng thấy nàng ta vẫn không chịu nói liền lạnh lùng lên tiếng, bản cung đã sớm phái ám vệ đi rồi, ám vệ nói, thương mai không ở chùa Trấn Quốc, trụ trì của chùa Trấn Quốc nói rằng nàng ấy đã về cùng ngươi, nhưng bây giờ ngươi lại nói nàng ấy đang ở chùa Trấn Quốc, ngươi nói bản cung tin lời ngươi hay tin lời trụ trì đây. Mai Phi im lặng trong chốc lát rồi ngẩng đầu nói, nàng ấy đúng thật đang ở chùa Trấn Quốc, chính nàng ấy không muốn trở về, công chúa làm khó dễ bản cung cũng vô dụng, cũng không phải bản cung nhốt nàng ấy ở chùa Trấn Quốc Đích. Được, Mai Phi, người có thể chống chế, bản cung tạm thời sẽ không tính sổ với ngươi, nhưng ta nói cho ngươi biết, nếu thương Mai có chuyện gì, ta sẽ là người đầu tiên không tha cho ngươi. Tráng tráng nói xong, xoay người lên ngựa, cùng cầm chi quỳnh hoa dục ngựa mà đi. Lúc Trần Thái Quân đến chùa Trấn Quốc thì từ trên xuống dưới ở chùa Trấn Quốc đều đang đi tìm thương Mai. Trần Thái Quân trực tiếp đi tìm đại sư trụ trì, đại sư trụ trì thấy Trần Thái Quân tự mình đến liền vội vàng ra nghênh đón. A à, Di Đà Phật, lão nạp đã lâu không gặp Thái Quân, Thái Quân vẫn khỏe chứ? Trần Thái Quân thi lễ nói, phiền đại sư đã lo lắng, lão thân rất khỏe. Mau mau mời vào, đại sư trụ trì nói. Trần Thái Quân cùng loan loan theo đại sư trụ trì tiến vào trong chùa, đại sư trụ trì đã nói, thị vệ của công chúa đã tới, lão nạp cũng biết vì sao lại thế rồi, hôm nay Mai Phi nương nương cùng Vương Phi quả thật đã đến đây, nhưng khoảng giờ hợi, các nàng khăng khăng muốn về nên lão nạp đã phái đệ tử tiến đến lưng chừng núi. Đại sư, người cáo từ cùng ngài là Mai Phi hay là Vương Phi? Là Mai Phi nương nương, Vương Phi ở bên trong kiệu, Mai Phi nương nương nói nàng ta có không được khỏe cho lắm. Đại sư trụ trì nói, chương 519 là Mai Phi gây rối. Trần Thái Quân nói, Vương Phi không khỏe, ở bên trong kiệu sao? các nàng ngồi xe ngựa tới à? Xe ngựa khó lên núi, bởi vậy bình thường khách hành dân hương nếu không tiện đi bộ thì sẽ dùng cố kiệu để kiệu phu khiêng lên. Hiện giờ đã tìm những nơi nào rồi? Lão Thái Quân tạm thời vẫn chưa thể đưa ra phán đoán nhưng thanh danh của Chùa Trấn Quốc rất tốt, theo lý thuyết không thể hợp tác với phe phái để bắt cóc thương mai. Đã tìm khắp Chùa Trấn Quốc rồi, hiện giờ đang phái đệ tử tìm dọc xuống chân núi, nhưng Chùa Trấn Quốc được xây trên đỉnh Lân Sơn, khu vực xung quanh đều là rừng rậm trải dài mấy trăm dặm nếu thật sự gặp chuyện không may ở Lân Sơn thì chỉ tìm thôi là rất khó. Đại sư trụ trì thở dài nói. Trần Thái Quân hiểu rõ sự phức tạp của Lân Sơn, kiến tạo chùa Trấn Quốc ở đây vốn là để hấp thụ thiên địa linh thú khí, núi non Linh Sơn trải dài mấy trăm dặm khắp nơi là rừng rậm chỗ cao nhất của núi cũng chìm ngập trong mây. Mai Phi nương nương cùng Vương Phi tới đây dâng hương hay làm gì? Trần Thái Quân hỏi thật ra lão nạp chỉ gặp Mai Phi nương nương, Mai Phi nương nương đến dân hương, sao chép kinh Phật, sau đó cúng dường cho chùa, lưu lại ước chừng hai canh giờ thì rời đi. Đại sư nói người không hề nhìn thấy Vương Phi. Không, lúc Vương Phi tới vẫn luôn ở trong kiệu nghỉ ngơi, Mai Phi nương nương nói Vương Phi không khỏe nên lão nạp liền cho người mời Vương Phi đến xương phòng nghỉ ngơi, cô kiệu được nâng tới tận cửa, lão nạp không đi theo, về phần lúc rời đi, Mai Phi nương nương sai người nâng cố kiệu tới tận cửa đón Vương phi ra. Vậy ngươi có nghe được giọng nói của Vương phi không? Trần Thái Quân hoài nghi, Thương Mai không hề lên núi hoặc có lẽ đã gặp chuyện trên đường lên núi rồi. Nhưng nàng ta lại cố tình đưa Thương Mai theo để tác hỏa mù, che giấu tai mắt của mọi người, giả bộ Thương Mai có đến đây. Bây giờ có điều tra thêm cũng vô dụng, nếu Thương Mai bị ngộ hại trên đường lên núi thì núi này lớn như vậy, thật sự rất khó tìm. Được rồi, trước tiên cứ đi tìm đã. Lão Thái Quân cũng hết cách rồi, chỉ có thể trông chờ vài việc tráng tráng có tìm được manh mối nào ở chỗ Mai Phi không, tốt nhất là thương Mai đang ngồi trên xe ngựa của Mai Phi. Tráng tráng rất nhanh đã tới, vừa vào cửa, nàng ta liền hỏi đại sư trụ trì, Mai Phi nói Vương Phi muốn ở lại chùa Trấn Quốc hai ngày, có chuyện này không? Đại sư trụ trì lắc đầu, công chúa, Vương Phi không hề xin ở lại trong chùa, thậm chí, lão nạp cũng chưa từng gặp qua Vương Phi trần thái quân đem mới vừa rồi đại sư nói cho tráng tráng nghe những lời đại sự trụ trì vừa mới kể rồi lại hỏi mai phi nói thương mai tự mình ở lại chùa hai ngày đúng vậy nàng ta nói tam hoàng tử bị bệnh nàng ta phải hồi cung nhưng thương mai không muốn đi tráng tráng cực kỳ tức giận sớm biết như vậy ta đã đưa nàng ta đến đây ép hỏi nàng ta nói ra nơi thương mai đang ở nếu nàng ta đã nói vậy thì sẽ không hại thương mai trần thái quân suy nghĩ một chút trước tiên phái người tìm xung quanh đã rồi dùng bồ câu đưa tin cho dạ vương bảo hắn ép hỏi mai phi người có mang theo bồ câu đưa thư sao có ra khỏi nhà sao có thể không mang theo bồ câu đưa tin lão thái quân xoay người đi ra ngoài lúc dạ vương nhận được bồ câu đưa tin thì đã là ngày hôm sau hắn trực tiếp đến nhà thanh cung cung nữ trưởng sự bên cạnh mai phi là tiểu thanh gia ngăn lại vương ra mai phi nương nương chúng phong hàn không thể gặp bất cứ ai. Cút ngay, giả vương lạnh lùng nói. Xin lỗi, nương nương có chỉ, ai cũng không gặp. Tiểu thanh không chút nào sợ hãi, đứng chắn trước mặt giả vương. Giả vương cau mày, trực tiếp xông vào, người trong cung Mai Phi không ngăn được liền chạy theo. Mai Phi kỳ thật đã thức dậy từ sớm, thấy giả vương xông vào, nàng ta vung tay sai cung nhân đi ra ngoài, thản nhiên nói, giả vương đây không xem bản cung ra gì à, nhà thanh cung này, nói sông là sông vào sao? Thất tẩu đâu, dạ vương không nhiều lời, hỏi thẳng. Bản cung đã sớm nói cùng công chúa rồi, thương mai tự mình ở lại chùa Trấn Quốc và bảo bản cung về trước. Thất tẩu không ở chùa Trấn Quốc, đại sư trụ trì chưa từng gặp mặt hoàng thẩm, có phải ngươi đã ra tay với hoàng thẩm trên đường lên núi rồi không? Giả dạ vương nói gì vậy? Tại sao bản cung phải hại vương phi? Mai phi tức giận nói. Đừng giả điên với bổn vương để lừa người, việc này, nếu ngươi không chịu khai thì hãy tới trước mặt hoàng thượng nói cho rõ." Mai Phi nghe phải đến gặp hoàng thượng liền có chút sợ hãi, giọng điệu liền mềm mỏng nhưng vẫn khăng khăng nói không biết, có đến trước mặt hoàng thượng thì bản cung vẫn sẽ nói những lời này, vương phi tự mình ở lại chùa trấn quốc, bản cung sao có thể ép nàng ấy về chứ? Đại sư trụ trì nói chưa từng gặp nàng cũng chẳng có gì kỳ lạ, bởi vì lúc đi trên đường nàng liền nói mình không khỏe dọc đường nhờ kiệu phụ đưa lên núi, lên tới chùa Trấn Quốc, đại sư trụ chỉ nghe nói nàng không khỏe, liền để nàng vào xương phòng nghỉ ngơi, lúc rời đi, nàng nói thích sự tĩnh lặng của chùa Trấn Quốc, muốn nán lại hai ngày nên bản cung đã tự mình quay về. Những gì nàng ta nói nghe thì có vẻ là ổn thỏa cả nhưng từng từ từng chữ đều ẩn chứ vấn đề. Được, một khi đã như vậy thì mời Mai Phi theo bổn vương đến chùa Trấn Quốc một chuyến. Dạ vương nói xong, giơ tay, người đâu, mời Mai Phi lên xe ngựa. Lập tức liền có hai người phụ nữ mặc thường phục tiến vào, hai người này bước chân thoăn thoát, trang phục không giống với các cung nữ bình thường khác, có lẽ là người của Tố Nguyệt Lâu. Hai người giữ chặt Mai Phi, đưa nàng ta ra ngoài, Mai Phi hoảng sợ hét lớn, dạ vương, người thật to gan, dám cưỡng ép hậu Phi ngay tại nhà thanh cung này. Tam hoàng tử nghe được tiếng kêu, từ bên trong chạy ra, hoàng thúc, mẫu phi, có chuyện gì vậy? Hoàng nhi, con quay về đi không phải chuyện của con mai phi vội vàng nói dạ vương cũng nhìn thấy tam hoàng tử sắc mặt khẽ biến ngươi làm sao vậy môi của tam hoàng tử chuyển sang màu tím đen còn đôi mắt đỏ hoe trông rất đáng sợ mai phi thoát khỏi người phụ nữ mặc thường phục và chạy đến ôm tam hoàng tử hắn bị bệnh dạ vương bước tới đưa tay ra quẹt nhẹ lên môi tam hoàng tử không phải nhuộm màu mà giống như là chúng độc mẫu phi Tam Hoàng tử dường như biết điều gì đó, đột nhiên nắm lấy cánh tay của Mai phi. Có phải người không? Mai phi sắc mặt tái nhợt, kéo hắn đi vào trong. Mau vào trong đi, đừng ra ngoài. Tam Hoàng vùng ra khỏi tay nàng ta, tức giận nói: Có phải người đã ra tay với Hoàng thẩm thẩm rồi không? Người điên rồi sao? giả dạ Vương nghe đến đó, Đại Khái cũng hiểu được chuyện gì. Hắn giơ tay lên, cho người trong sảnh lui ra hết rồi kéo Mai phi cùng Tam Hoàng tử vào trong điện, đóng cửa lại có người hạ độc tam nhi bảo ngươi hại thương mai, đúng không? Giả vương nhìn chằm chằm Mai Phi hỏi. Mai Phi hốt hoảng lắc đầu, không, ngươi đừng nói bậy, không phải, hắn không phải trúng độc, hắn là bị bệnh. Bị bệnh thì sao không mời người y? Mai Phi, là ai hạ độc? Là người của quý thái phi, nàng dùng tam nhi để khống chế ngươi. Giả vương cao giọng hỏi. Tam hoàng tử quỳ phịch xuống trước mặt Mai Phi, khóc nói, mẫu phi, hoàng thẩm thẩm đối với nhi thần rất tốt, lại còn nhiều lần giúp chúng ta, người không thể lấy oán trả ơn được, người hại nàng để cứu nhi thần thì nhi thần còn mặt mũi nào mà gặp hoàng thúc. Mai phi nghe xong lời này cũng khóc, ôm cổ Tam hoàng tử, tuyệt vọng nói, mẫu phi cũng không muốn làm như vậy, nhưng mẫu phi không có cách nào, mẫu phi chỉ còn một mình ngươi, nếu ngươi có chuyện gì thì mẫu phi cũng sống không nổi nữa. Giả vương lạnh lùng thốt, được rồi, các ngươi đừng khóc nữa, nói cho bổn vương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thất tẩu hiện giờ ở nơi nào? chương 520, ai là kẻ nội ứng? Nhưng Mai Phi vẫn lắc đầu, không, dạ vương, người giết bản cung thì bản cung cũng không thể nói, thương Mai khôn chết thì Hoàng Nhi sẽ chết, bản cung chỉ có thể nhẫn tâm một lần. Ngươi, dạ vương tức đến mức gần như phát điên, ngươi không nói, nếu thất tẩu có chuyện gì thì ngươi tưởng mẫu tử ngươi có thể sống được sao? Bản cung không thể nói, dù giết bản cung thì bản cung cũng không nói. Mai Phi vẫn rất cố chấp. Tam hoàng tử đứng dậy, lùi lại hai bước rồi sờ nước mắt trên mặt mình, bỗng nhiên hắn chạy tới tủ lấy một cây kéo kề thẳng vào cổ mình. Mai Phi hoảng sợ hồn bay phách tán, Hoàng Nhi, con làm gì vậy? Mau bỏ xuống. Tam Hoàng tử nhìn Mai Phi rồi đau lòng nói, Mẫu Phi, người vẫn luôn dậy Nhi thần sống phải biết ơn, thất Hoàng thẩm đối xử với chúng ta rất tốt. Trước đây người từng hại Hoàng thẩm nhưng thẩm ấy không so đo với người mà vẫn luôn giúp đỡ hai ta nếu không có hoàng thẩm thì sợ rằng chúng ta đã bị hại chết từ lâu rồi bây giờ người lại muốn dùng mạng của hoàng thẩm để đổi lấy mạng nhi thần nhi thần còn sống thì cũng chỉ là người xấu lấy oán báo ân mà thôi thất hoàng thúc dậy nhi thần làm nam nhân thì phải đứng thẳng bảo vệ người thân nhưng người làm vậy nhi thần sẽ phải làm con rùa rụt cổ như vậy nhi thần sống còn không bằng chết vừa nói hắn lại vừa ấn mạnh con dao trên cổ lập tức hiện lên vết máu mai phi sợ hãi khóc lớn con bỏ xuống còn bỏ xuông đi, mẫu phi nói, mẫu phi sẽ nói hết. Bà ngã ngồi xuống đất, vừa khóc vừa nói, đó là sau đêm bị ám sát, quý thái phi biến mất trong cung, ban đầu bản cung tưởng sự việc qua đi thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng không ngờ tiểu thanh thân cận bản cung nhất lại hạ độc hoàng nhi rồi lấy điều này để áp chế bản cung, muốn bản cung đưa thương mai lên núi trên chùa trấn quốc. Nếu thành công sẽ đưa bản cung thuốc giải, nếu không thành thì hoàng nhi sẽ chảy máu từ thất khiếu và chết trong 7 ngày cho nên người nói với thất tẩu người muốn đưa Tam Nhi đi dâng hương, người biết thất tẩu sẽ không yên tâm mà đi theo và định ra tay trên đường đi. Đúng vậy, Mai Phi khóc thúc thít, thật ra trong lòng bản cung cũng rất khó chịu, rất không muốn làm điều này, nhưng bản cung cũng hết cách. Bọn họ ra tay như thế nào? Dạ vương hỏi. Mai Phi đáp, vì xe ngựa không thể lên núi nên chúng ta đã tìm một người dẫn đường đưa chúng ta đi dọc theo con đường núi. Người dẫn đường ấy đương nhiên là người của quý Thái Phi, hắn đưa chúng ta vào rừng rậm, khu rừng có đốt hương độc nên chúng ta đều bị trúng độc. Sau đó thương mai và đao lão đại bị đưa đi, khi bản cung tỉnh lại thì tiểu thanh đã ở bên bản cung, là ả à đã cho bản cung uống thuốc giải độc, còn chuẩn bị kiệu, nói bản cung nên ở lại trên núi 2 giờ. Tiểu thanh, dạ vương lạnh lùng nói, chính là cung nữ đã ngăn bản vương ngoài cửa vừa nãy à. Là à, Mai Phi khóc trong tuyệt vọng, ả à là người được bản cung tin tưởng, cưng chiều nhất, nhưng không ngờ ả à lại là nội ứng quý thái phi gài vàn ở bên bản cung. Linh lợi, bắt Tiểu Thanh lại, giả vương hét lên với người ở cửa. Vâng thưa chủ nhân, hai nữ tử mặc tố y lập tức đi ngay, lát sau đã bắt được Tiểu Thanh, ném vào trong. Giả vương cúi người, bóp mặt Tiểu Thanh ép ả à phải ngừng đầu, dung mạo cũng xinh đẹp đấy, chỉ là theo nhầm chủ nhân rồi. Tiểu Thanh không chút sợ hãi mà cười quyến rũ một tiếng, nếu vương ra thương hại nô tỳ chứ tỷ còn chưa nói hết thì mặt ả à đột nhiên lạnh đi một cây đinh bay ra khỏi miệng ả à, bắn về chính giữa lông mày giả vương Keng một tiếng giả vương đưa tay lên chắn cây đinh cắm vào mờ u bàn tay hắn tiểu thanh nở nụ cười ác độc cây đinh này có độc nếu không giải độc trong vòng nửa tiếng thì người sẽ chết lập tức đưa ta xuất cung thì ta đảm bảo người sẽ không chết tam hoàng tử nghe vậy thì xông tới hung hăng tát vào mặt ả à ta hai phát mau đưa thuốc giải ra đây tiểu thanh cười chế nhạo Tam hoàng tử, người còn không bảo vệ được bản thân mà vẫn lo cho người khác à?" Ngươi, trong mắt Tam hoàng tử đầy lửa giận, mặc dù mới chỉ 10 tuổi nhưng lửa giận trên người hắn vẫn khiến người khác phải sợ hãi, mang theo mấy phần uy nghi, người đâu, lục soát chỗ ở của à, kiểm tra người à, nhất định phải tìm cho ra thuốc giải." Tiểu Thanh hừ một tiếng rồi nói, "Không phải các người đã lục soát chỗ ở của ta rồi à? Ta ngu ngốc đến mức mang thuốc giải theo người sao?" À nhìn Giả Vương, thời gian không còn nhiều, nếu Giả Vương không muốn chết thì mau đưa ta rời cung ngay lập tức." Giả Vương mỉm cười, nụ cười vô cùng lạnh lùng, hắn giơ tay lên, cái đinh cắm trên mu bàn tay hắn nhưng không thấy vết máu. Giả Vương hỏi Mai Phi, "Có khăn tay không?" Mai Phi ngơ ngác đưa khăn tay cho Giả Vương, hắn nhận lấy rồi quấn vào chiếc đinh, rút nó ra, chiếc đinh không hề có máu. Sắc mặt Tiểu Thanh trở nên rất khó coi, sao có thể như vậy? Dạ vương thở dài, thật là lãng phí làn da đẹp này, bản vương lại phải làm lại tấm khác rồi. Hắn lấy dao găm ra, nhẹ nhàng cứa lên mở u bàn tay, lột lớp da trên tay, để lộ một bàn tay sắt màu đen. Tiểu thanh hít vào một ngụm khí lạnh, tay người là tay giả. Linh lợi, dạ vương lùi lại một bước, lãnh đạm ra lệnh, đưa ả xuống, dùng tất cả những gì ngươi học được bắt ả giao thuốc giải cho tam hoàng tử. Linh lợi chắp tay, gió. Nàng bước về phía trước, túm lấy tóc của tiểu thanh rồi ném về phía trước, cười giữ tợt, đi thôi, tỉ muội ta từ từ trò chuyện. Tiểu thanh bị kéo ra ngoài, không lâu sau thì nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết, giống như dã thú trong rừng sắp bị nuốt chừng. Một lát sau linh lợi đi vào, chủ nhân, ả à đã khai rồi, thuốc giải của tam hoàng tử được đặt trên giường của Mai Phi nương nương, được bọc trong một mảnh giấy đỏ. Mai Phi vội vàng cho người đi lấy, quả nhiên tìm được một gói đồ nhỏ dưới giường, trong đó có ba viên thuốc đưa một viên cho ả. Dạ vương ra lệnh. Linh lợi trả lời rồi quay người ra ngoài, chỉ chốc lát lại quay về, chủ nhân, ả đã uống, bắt mạch không thấy có hiện tượng gì khác thường. Lại lấy một viên khác ra cho vào nước, dạ vương hạ lệnh. Linh lợi rót một cốc nước, thả viên thuốc xuống, nước rất trong từ từ trở nên vẩn đục, giả vương nhìn một lát rồi cầm lên ngửi, gật đầu nói, ừm, là thuốc giải, cho tam hoàng tử uống đi. Thuốc độc thông thường không màu không mùi, nhưng thuốc giải thì không, vì phần lớn thuốc giải được chế từ dược liệu nên hầu hết đều có mùi. Sau khi tam hoàng tử uống thuốc thì một lúc sau, vết thâm đen trên môi từ từ mở đi, gân đỏ dưới mắt cũng dần mở đi, Mai Phi ôm lấy hắn lớn tiếng khóc. Dạ vương lạnh lùng nói, nếu bản vương hay thất tẩu gặp mặt thương lượng thì thực ra cũng chẳng có chuyện gì, vấn đề là Mai Phi không tin tưởng chúng ta. Mai Phi xấu hổ tột cùng, là lỗi của ta, khi ấy ta hoang mang lo sợ, không biết phải làm gì tiện nhân kia lại nói độc tính này rất đáng sợ, vì vậy ta đã để mặc cho họ chi phối. Dạ vương hừ một tiếng rồi dặn dò linh lợi, tiếp tục ép hỏi xem quý thái phi liên lạc với ả ta rồi bắt thất tẩu bằng cách nào. Nhốt nàng ở đâu? Gió, linh lợi đi ra đi vào như con quay. Lát sau nàng ấy lại đi vào bẩm báo, quý thái phi cử người tới liên lạc với ả, nhưng ả không biết người kia ở đâu, là người của cung nào, nếu ép hỏi nữa thì ả sẽ chết mất. Dạ vương nhíu mày, vậy nghĩa là không hỏi được tung tích của thất tẩu. Thuộc hạ bất tài, linh lợi hổ thẹn đáp. Không vội, vẫn còn một ca nội ứng nữa. Giả vương cười lạnh lùng. chương 521, người rơi vào tay ai ra rồi. Mai Phi nói, nhưng làm sao để kẻ liền lạc kia tự xuất hiện đây? Dạ vương nói, Mai Phi, bây giờ bà dẫn Tam Nhi ra ngoài dạo một vòng, để người kia thấy Tam Nhi đã không còn dấu hiệu trúng độc, kẻ liên lạc chắc chắn sẽ đến hỏi tình hình. Mai Phi nói, nhưng cho dù người liên lạc tới hỏi tình hình thì cũng lén hỏi Tiểu Thanh, nhưng Tiểu Thanh đã chết rồi. Giả Vương nhìn Linh Lợi, lúc này không đợi hắn ra lệnh, Linh Lợi đã tự đi ra ngoài. Tam hoàng tử tò mò đi theo ra ngoài xem thử, lát sau bỗng có tiếng nôn mửa chuyên đến, Tam hoàng tử nghiêng ngả lảo đảo trở về, sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, trời ơi, lột ra rồi. Mai Phi hoảng sợ ôm chặt Tam hoàng tử sợ hãi nhìn dạ vương vậy là lột ra thật sao dạ vương ngồi xuống thân thái ung dung đón lấy tam hoàng tử đang đi tới trước mặt tam nhi à người này chết rồi mới lột ra thật ra không thú vị chút nào không thể tìm thấy niềm vui từ nó chờ tới khi chúng ta bắt được quý thái phi ta sẽ lột sống ra bà ta để làm cho cháu một đôi giày da nhỏ cháu dám mang không tam hoàng tử nhớ tới sự độc ác của quý thái phi hắn ta bỗng có dũng khí dứt khoát nói hoàng thúc dám làm cháu cũng dám mang. Dạ vương cười nói, được, can đảm lắm, nhưng mà hoàng thúc muốn nói với cháu, lột ra người sống là hình phạt tàn khốc nhất, chỉ có người tội ác tài đình mới có thể dùng thủ đoạn này, cháu nhớ kỹ chưa? Cháu nhớ kỹ rồi à? Tam hoàng tử gật đầu nói, ánh mắt sáng ngời. Dạ vương vô vai hắn ta, tốt lắm, không uổng công thất hoàng thúc thương cháu. Tam hoàng tử thấy hắn nhắc đến thất hoàng thúc, liền nói, khi nào thất hoàng thúc trở về vậy ạ? À? cháu thấy nhớ thúc ấy rồi. thất hoàng thúc của cháu sắp trở về rồi. giả vương nói rất chắc chắn. tam hoàng tử lập tức nở nụ cười. chờ cháu trưởng thành rồi cũng muốn chinh chiến xa trường, lập công vì nước, bảo vệ biên giới đại chu, bảo vệ con dân đại chu ta giống như thất hoàng thúc. thằng nhóc này có tiền đồ. giả vương tán thưởng nói. sau đó ngẩng đầu nhìn mai phi, vẻ mặt rất nghiêm túc. mai phi nương nương đừng lãng phí một đứa trẻ tốt như vậy. sau này nó sẽ có tương lai sáng lạn bà là mẫu phi thì nên gặp chuyện không hoảng hốt bình tĩnh một chút có gì phải bàn bạc với chúng tôi nhiều hơn không có gì là không thể giải quyết cả mai phi cực kỳ hổ thẹn được bổn cung nhớ rồi sau khi lột ra rồi lập tức xử lý xong con quay à không linh lợi lại lập tức trở về huệ khánh cung một chuyến không bao lâu đã trở lại nàng ta đã thay quần áo của tiểu thanh ở trong phòng hóa trang một lát rồi đi ra mai phi kinh hãi ngươi đây rõ ràng là dáng vẻ của Tiếu Thanh. Linh lợi cười nói, Mai Phi nương nương đừng sợ, thuộc hạ không phải Tiểu Thanh. Mai Phi đương nhiên biết cô ta không phải Tiểu Thanh, nhưng thấy một người đã chết lại đột nhiên sống sờ sờ đứng trước mặt mình thì không khỏi hơi sợ hãi. Mai Phi dắt tam hoàng tử ra ngoài đi dạo một vòng theo lời dặn dò của dạ vương. Quả nhiên, không bao lâu sau, ám vệ âm thầm ẩn nấp đã phát hiện có một người đang thăm dò, gõ lên tường ba cái. Linh lợi đi ra ngoài, người nọ liền đi phía trước linh lợi đi theo gã tới dưới một cây hòe người nọ ngó thấy bốn phía không có ai thì bông tức giận nói ai bảo ngươi giải độc cho tam hoàng tử quý thái phi nói chờ bà ấy ra lệnh mới được giải độc linh lợi á một tiếng nhưng quý thái phi đã nói bắt được vương phi của nhiếp chính vương là có thể giải độc mà nhưng bắt được vương phi của nhiếp chính vương thì có lợi ích gì chuyện muốn mai phi làm còn rất nhiều ai đã nói như vậy với ngươi khi ta truyền đạt mệnh lệnh đã dặn ngươi nhất định phải chờ quý thái phi ra lệnh mới được giải độc. Linh lợi ra vẻ sợ hãi, vậy ta phải làm sao bây giờ? Giờ đã giải độc rồi, hơn nữa Mai Phi cũng không dùng thứ cho ta nữa. Nếu không phải e dè ta là người của quý thái phi, thì mấy ngày nay bà ta nhất định đã giết ta rồi. Ai bảo ngươi ngu xuẩn, có người làm việc như ngươi sao? Trước kia thấy ngươi cũng là người nhanh nhẹn, ai ngờ lúc quan trọng lại phạm sai lầm lớn như vậy nhưng chuyện người có thể làm Mai Phi bắt được Phương Phi của nhiếp chính vương cũng là một công lao. Người nghĩ cách chuồn ra ngoài rồi đi tìm Quý Thái Phi, ở bên cạnh bà ấy đợi lệnh đi. Vâng, vâng, nhưng Quý Thái Phi đang ở đâu? Linh lợi hỏi. Người cứ ra khỏi cung rồi đi tìm Lâm Đại Nhân, ông ta sẽ sai người đưa người đi. Vâng, tạ ơn công công. Linh lợi biết ơn nói. Người nọ xoay người rời đi, linh lợi lui lại thì nhìn thấy một người thoáng bay qua ngọn cây bám theo người phía trước linh lợi trở về báo cáo cho dạ vương hẳn cười lạnh vị lâm đại nhân này à trước đây vì cháu gái lão bị phế hậu tứ hôn cho lương vương nên chiếm được cơ hội làm quan lại vẫn không an phận dám cấu kết với quý thái phi được rồi người đi đi vâng linh lợi xoay người rời đi mai phi nói nếu biết người đó là nội ứng của quý thái phi vì sao không bắt luôn bắt làm gì không phải nên bắt luôn cả một mẻ sao? Bắt một tên thì có ích gì chứ?" Dạ Vương cười lạnh nhạt. Nói đến Thương Mai và Mai Phi cùng lên núi, cô chưa từng tới chùa trấn quốc nên không biết đường lên núi lại xa xôi như vậy, Mai Phi đi lại rất chậm, đã thế còn lạc đường. May mắn có một người thợ săn xuất hiện, Mai Phi vội vàng gọi gã lại, cho gã bạc để gã dẫn tới chùa trấn quốc. Lên tới lưng chừng núi, Thương Mai liền thấy có gì đó không đúng, bởi vì càng đi lại càng vào sâu trong rừng rậm nhưng người thợ săn lại nói đây là đường tắt nên lên núi sẽ nhanh hơn tới khe núi mấy người nghỉ tạm một lát thì thấy trong rừng rậm tản ra làn khói đặc rồi nhanh chóng bị thổi tới thương mai hét lên một tiếng không hay rồi nhưng đã quá muộn khói đặc đã lan tới đây đầu cô choáng váng nháy mắt liền mất đi ý thức trước khi hôn mê cô thấy mai phi và cung nữ cũng ngã xuống đất khi cô tỉnh lại bốn phía đã đen kịt toàn thân cô không còn một chút sức lực cơ thể cũng giống như một nắm bông nhẹ đến mức như mình sắp bay lên cô từ từ bò dậy xung quanh không có một chút ánh sáng tối đen không thể nhìn thấy năm ngón tay cô gọi một câu có ai không ngoài cửa có tiếng bước chân nhưng không đẩy cửa đi vào mà tiếng bước chân ngày càng xa như là đi bẩm báo cô sờ soạng đi về phía tiếng bước chân có một cánh cửa đá lạnh như băng thương mai kết luận đây là một thạch thất kín như bưng cô ngồi xuống ngưng thần định khí nhưng vẫn không thể nghe thấy tiếng gió từ bốn phía thì càng thêm khẳng định hồi lâu sau bên ngoài chuyên đến tiếng bước chân thương mai đứng lên lui về phía sau hai bước nghe thấy tiếng của đá bị đẩy ra không giống như tay người đẩy mà là cơ quan mở ra trước mắt bỗng sáng ngời người còn chưa bước vào cây đuốc đã chiếu sáng mật thất này đôi mắt thương mai đã quen với bóng đêm trước mắt bỗng nhiên sáng trói khiến cô vô thức che mắt từ từ quay đầu đi Hình ảnh người trước mắt đã trở nên rõ ràng, thương mai cong môi, thì ra là mẹ chồng tốt của ta. Đứng trước mặt thương mai đúng là quý thái phi sau khi ám sát thất bại đã bỏ chạy. Bà ta vẫn mặc một bộ chiều phục quý thái phi, tay áo rộng cần vạt, mép áo thêu chỉ vàng, tóc mai dính chặt, bộ diêu tua yên lặng bên tai, khuôn mặt trầm tĩnh. Nếu nét oán hận trong đáy mắt kia không quá rõ ràng, thì bà ta chắc chắn sẽ là một hoàng thái hậu tôn quý coi thường chúng sinh. Bà ta cười lạnh một tiếng, hạ thương mai, người rơi vào tay ai ra rồi. chương 522, mẹ chồng nàng dâu đối đầu. Thương mai cười, không sốt ruột tranh cãi với bà ta, mà đánh giá hoàn cảnh trong mật thất. Nơi này trống không, vừa rồi cô nằm trên mặt đất, không hề có bàn ghế, không có một vật gì, trong không khí thoáng mùi ẩm ướt, là một mật thất trong núi, nhưng gần đây chắc là có nguồn nước. Mọi thứ bên ngoài mật thất không thấy rõ lắm, chỉ tối đen một màu nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người di chuyển không rõ có bao nhiêu người không biết đao lão đại bị giam ở gần đây hay là gặp phải cảnh ngộ khác đây không cần nhìn người đã vào đây rồi thì đừng hòng trốn thoát quý thái phi lạnh nhạt nói thương mai nhìn bà ta quý thái phi bắt ta lại không giết ta bà muốn làm gì đừng giả vờ bình tĩnh ai ra biết người đang sợ hãi quý thái phi nhìn chằm chằm cô có phải ngươi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày người lại rơi vào tay ai ra. Thắng bại là chuyện thường của nhà binh, thương mai vô thức đưa tay ra tự vệ, lại phát hiện sợi dây sẹo trên cổ tay đã biến mất, cô thấy lòng nặng nề hơn. Thật không, người cứ lạc quan như vậy là được rồi, quý thái phi chậm rãi cười, nếp nhăn trên khóe mắt lại càng sâu thêm, dưới ánh sáng rõ ràng lại càng có vẻ già nua. Đôi tay bà ta bắt chéo nhau trong ống tay áo rộng, vẻ mặt bình tĩnh, người yên tâm đi, ai ra tạm thời sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi cũng phải hợp tác một chút không biết quý thái phi muốn ta hợp tác thế nào thương mai cũng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh quý thái phi giơ tay lên tới đây một người mặc đồ đen mang vào một bộ bàn ghế còn có cả giấy bút mực nước đặt xuống trước mặt thương mai quý thái phi nói dùng bút tích của ngươi viết cho mộ dung khanh một bức thư nội dung trong thư ngươi bị hoàng đế bắt giam tội cấu kết ngư phản Thương mai diếu cợt, chẳng lẽ quý thái phi cho rằng chỉ cần ta viết như vậy, vương gia sẽ bỏ mặc kẻ địch ở Bắc Mạc, dẫn binh về kinh sao? Có lẽ vậy thì sao? Ai ra vẫn phải chuẩn bị cả hai phương án. Quý thái phi không cười, thậm chí ngay cả sự tức giận trong đáy mắt cũng biến mất, lúc này đã thật sự vô cùng bình tĩnh. Cho dù vương gia có về thì chàng sẽ tin sao? Ta mất tích, giả vương đương nhiên sẽ truyền tin cho chàng, ta rơi vào tay ai, chẳng lẽ giả vương lại không biết? Hơn nữa, nếu tôi thật sự bị hoàng thượng giam giữ, sao ta có thể viết được thư? Dạ vương truyền tin cho nó cũng được, hoàng đế hạ chỉ cũng thế, cuối cùng vẫn là thư ngươi tự tay viết. Còn vì sao người bị hoàng thượng giam giữ vẫn còn có thể viết thư, chuyện này rất dễ giải thích, gã sai vặt đao lão đại bên cạnh ngươi liều chết truyền tin ra ngoài, chết ở gần quân doanh. Binh lính quân doanh phát hiện thi thể của hắn ta, nên đã trình thư hắn ta mang bên người cho mộ dung khanh. Nghe vậy, Thương Mai tạm yên tâm, Đao lão đại còn chưa chết. Nhưng kế hoạch này thật sự rất tuyệt, bà ta dùng an nguy của cô để uy hiếp, sai Đao lão đại đi truyền tin, trên đường lại phái sát thủ đi theo, trước khi hắn ta tới quân doanh sẽ ra tay giết hại. Trong quân có binh lính tuần tra bốn phía, chẳng mấy chốc thi thể của Đao lão đại sẽ được phát hiện, gần quân doanh xuất hiện dân thường thì nhất định phải báo nguyên soái. Hắn ta đã chết lại càng tăng thêm độ tin cậy của tin tức hắn ta mang tới chỉ là thương mai không rõ, lui một vạn bước, cho dù vương gia dẫn binh trở lại kinh thành, chỉ cần chàng về kinh thì sẽ biết rõ tất cả sự thật thôi. Nó là nguyên soái lại rời khỏi cương vị, dẫn binh rời đi, tin tức này truyền đến tai hoàng đế, ông ta sao có thể thở ơ. Ông ta sẽ cho rằng mộ dung khanh là nghịch tặc, sai võ an hầu dẫn binh tiêu diệt, lúc ấy đất nước tất loạn. Thương Mai cười khẩy, người làm mẹ như bà đối xử với con trai thật sự rất tốt. Ai ra đối xử tốt với nó, nó lại không cảm kích. Quý Thái Phi chỉ vào giấy mực, người cứ suy nghĩ cho kỹ đi, bây giờ người chỉ có thể hợp tác với ai ra mới có thể sống sót, nếu không ngươi sẽ bị bỏ đói ở đây tới chết. Ai ra vẫn luôn cảm thấy ngươi là người thông minh, nhưng ngươi lại làm chuyện không thông minh. Nếu ai ra trở thành Hoàng Thái Hậu, Người cũng là Hoàng Hậu, sao lại không làm chứ? Thương Mai thật sự không hiểu, bà làm Hoàng Thái Hậu, ta là Hoàng Hậu, nhưng tiên đề là lão thất phải làm Hoàng Đế nhưng nếu lão thất bị cho là phản tặc, sao chàng có thể làm được hoàng đế? Nếu nó là nghịch tặc thì sẽ không còn đường lui, người thăng mới là người viết nên lịch sử, chỉ cần nó đăng cơ làm hoàng đế, thì nó sẽ danh chính ngôn thuận. Thương Mai cười ha ha, tôi thật sự phải thay lão thất cảm ơn bà đã yêu ái nhưng nếu làm theo ý bà, nghịch tặc lão thất này nói làm phản là làm phản, có phải là 80 vạn đại quân đại chu đã chết hết rồi không? 80 vạn đại quân, mộ dung khanh nắm trong tay 20 vạn, 60 vạn đang đối đầu với kẻ thù, trên tay hoàng đế không còn lại bao nhiêu. Hơn nữa một nửa quan viên trong triều đều nghe lệnh nhiếp chính vương mộ dung khanh, bàn cờ này ai ra tính không sai, vòng đi vòng lại, nó vẫn là sự lựa chọn thích hợp nhất. Thật ra ngươi không còn sự lựa chọn nữa rồi, bởi vì ngươi biết nó trúng đồng mệnh cổ, nếu ngươi không ngoan ngoãn làm theo lời ta, ta sẽ giết lão bát. Nói ra thì ngươi thông minh như vậy, hẳn cũng biết bây giờ lão bát đã trúng độc, nếu không có thuốc giải của ai ra, nó nhất định phải chết. Người muốn sống, muốn lão thất còn sống thì nhất định phải nghe lời ai ra. Thương Mai lại thở dài, quý thái phi nên là một người đàn ông, nếu là bậc mày dâu, bà ta nhất định sẽ là một thế hệ kiêu hùng. Không phải bà đã mang thất hoàng tử đi sao? Thương Mai hỏi. Mang nó đi chỉ để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào thôi, còn chẳng thế trông cậy gì vào thất hoàng tử lần này ai ra có hào binh tổn tướng thì lão bát cũng đã trở mặt thành thù với ta, nó sẽ không tin ai ra nữa. Tốt nhất là trông cậy vào một người vẫn luôn chưa hề đặt hy vọng, ít nhất nó có năng lực, nhìn khắp đại chu, nó là vẫn là sự lựa chọn thích hợp nhất. Quý Thái Phi thẳng thắn nói ra những suy nghĩ trong đáy lòng, thậm chí còn coi thương mai như là người để giải bày hết tất cả. Chuyện này có nghĩa là, khi chuyện thành công, bà ta sẽ giết chết cô. Hoặc là cho dù chuyện thành công hay thất bại, bà ta cũng sẽ giết thương mai thái độ nói chuyện của bà ta bây giờ giống như nói với một người đã chết thương mai ngồi xuống vừa chậm rãi mài mực vừa thầm nghĩ cách trong lòng làm hoàng thái hậu quan trọng như vậy sao thương mai hỏi quý thái phi ngẩng đầu nói rất kiên định có lẽ làm hoàng thái hậu không quan trọng nhưng ai ra đã chán ghét làm quý phi luôn phải khép nép đứng dưới người ta sao ta không thể đứng ở địa vị cao nhất cho dù cả đời chỉ có được một ngày như vậy Ta cũng cam lòng. Phượng Tường có gì tốt hơn ai ra? Luận nhan sắc, bà ta không bằng ta, luận tài hoa, bà ta càng kém ta đến ngàn vạn lần, luận thủ đoạn, bà ta sao bằng được ta? Ta và bà ta đều là con gái nhà họ Tôn, vì sao bà ta là hoàng hậu mà ta chỉ khi sinh được khanh nhi mới có thể được thăng quý phi? Thậm chí đến danh hiệu hoàng quý phi tiên đế cũng không cho ta. Nhưng hoàng quý phi và quý phi cũng như nhau cả thôi, đều phải nhìn sắc mặt Phượng Tường bà ta chết quá dễ dàng nếu bà ta còn sống thì tốt rồi ai ra mong một ngày bà ta có thể nhìn thấy ta bước lên địa vị tối cao hiệu lệnh thiên hạ chỉ tiếc khi đó ai ra chưa biết nhìn xa trông rộng còn trông mong vào lão bát vì muốn giữ nó ở lại kinh thành nên mới ra tay với bà ta bây giờ nghĩ lại ai ra thật sự đã đi sai quá nhiều bước có lẽ từ lúc đầu ta đã không nên đặt hy vọng vào lão bát mà phải luôn dạy lão thất quan niệm về hoàng đế mới phải Phượng Tường là khuê danh ở nhà họ tôn của Hoàng Thái Hậu. chương 523, mật thất khó thoát. Thương Mai không biết nói gì, lý luận này thật ra nghe. Rất bó tay, bà ta nói mình trở nên vô cùng bất đắc dĩ, vô cùng ấm ức. Đúng vậy, cùng là con gái nhà họ tôn, vì sao bà ta là quý phi, mà người khác lại là Hoàng Hậu. Rõ ràng bà ta xuất sắc hơn, vì sao lại phải hạ mình cúi đầu. Kể ra thì bà ta nói cũng đúng. Nhưng nghĩ kỹ thì lại thấy không hợp lý. Trên thế gian, người xuất sắc hơn quý thái phi rất nhiều, vậy chẳng lẽ những người đó cũng phải đứng lên tranh đoạt? Mỗi người đều có một số phận, phải tự gánh vác trách nhiệm của mình. Bên ngoài, có lẽ bà ta thắng hoàng thái hậu về mọi thứ, nhưng ở góc độ làm người, bà ta nào giống như người thắng? Chỉ nói chuyện làm mẹ, bà ta đã thất bại, coi hai đứa con trai là công cụ, đâu có chút dáng vẻ của một người mẹ bà ta là phi tử của hoàng đế mà chỉ một lòng muốn trèo cao ân cần săn sóc đều có mục đích đối xử với mọi người không một chút chân thành chỉ có toan tính và âm mưu tất cả mọi người đều có thể bị bà ta coi như công cụ để tranh quyền đoạt vị bà ta không hề nghĩ cho con dân cho quốc gia mà chỉ có tham vọng và quyền lực của mình sao người như vậy có thể trở thành hoàng hậu ở điểm này ánh mắt của tiên đế rất tinh tường bậc mẫu nghi thiên hạ đầu tiên phải có nhân đức đại nghĩa tuy hoàng thái hậu thiếu quyết đoán nhưng cho dù xử lý bất cứ chuyện gì bà đều lấy nhân nghĩa để giải quyết quý thái phi lòng tham không đáy vẫn luôn là họa lớn của triều đình nếu ngươi không muốn viết vậy cứ suy nghĩ trước đi ai ra cũng không nóng lòng phải làm ngay bây giờ ngươi bị nhốt ở ngọn núi này chẳng ai có thể tìm được ngươi đâu quý thái phi thấy cô mài mực hồi lâu mà vẫn chưa viết thì biết cô còn đang suy nghĩ bà ta không sốt ruột trước đó chính vì quá sốt ruột nên mới bị loạn xảy ra chuyện. Nói xong, bà ta xoay người đi ra ngoài. Lúc này, bà ta lại để lại cho cô một ngọn đèn dầu, ánh sáng le lói dân thiêu đốt dưỡng khí trong thạch thất. Thương Mai nghe tiếng bước chân bên ngoài quá lộn xộn, không biết có bao nhiêu người canh giữ. Thật ra bọn họ vẫn luôn không hiểu rõ về thế lực của quý thái phi. Trong buổi tối ám sát đó, chắc là đã phải điều động phần lớn tử sĩ, nhưng trong tay bà ta hẳn là không chỉ có tử sĩ bà ta vốn không khá giả gì toàn bộ số tiền có được đều dùng để huấn luyện nhân lực thương mai ghé vào bàn cơ thể vẫn còn mệt mỏi đưa tay sờ vào túi áo túi châm vẫn còn độc tính đang dần tan đi nhưng vẫn còn sót lại trong cơ thể cho nên cô mới mất hết sức lực cô tự châm cứu cho mình nên cảm thấy đỡ hơn một chút lúc không có năng lực thì muốn phản kháng cũng không thể ra tay lúc này nếu cô vẫn không biết mai phi bán đứng mình thì thật sự quá ngu xuẩn nhưng cô không hiểu vì sao mai phi lại làm như vậy cô bắt đầu suy nghĩ lúc đó cô và đao lão đại rất ăn ý nhưng nghĩ một lát cô lại thấy hơi buồn lòng đao lão đại là người đơn thuần nên sẽ không dở trò lại không hiểu được ký hiệu và ánh mắt của cô nếu là tiếu khuyên thì sẽ tốt hơn một chút quý thái phi chắc chắn sẽ không cho cô nói chuyện riêng với đao lão đại khi có người khác ở đây cô cũng không thể nói gì với đao lão đại nếu không sẽ tặng không mạng của hắn ta Thương Mai đoán đây là ngọn núi gần chùa Trấn Quốc, trước đó cô đã hỏi cung nhân, chùa Trấn Quốc ở trên đỉnh Lân Sơn. Cô vẫn tưởng rằng Lân Sơn rất thấp, bởi dẫu sao phần lớn người vào chùa Trấn Quốc Hương Nhang đều là quý nhân và người nhà họ quỷ. Xây chùa cao như vậy, những người này lên núi không phải sẽ mệt chết sao? Nhưng cô lại quên còn có kiệu lên núi. Cô không thể đoán ra nơi này cách chùa Trấn Quốc bao xa, bởi vì không biết khi mình hôn mê đã bị đưa đi bao xa vùng núi non này nhiều rừng rậm, dễ dàng giấu tai mắt của người khác. Nên cho dù có mang cô đi một hai canh giờ cũng không có gì là lạ, dẫu sao trên đường sẽ không gặp ai. Không có đầu mối. Sợi dây sẹo lại không ở bên người, cho dù muốn giết người để đi ra ngoài cũng không thể. Hết cách, thương mai chỉ có thể đập đập gõ gõ ở khắp nơi trong mật thất để xem thử. Vừa rồi cô mới thấy cửa đá này khoảng 20 tấc, vô cùng kiên cố, chỉ bằng sức của cô thì không thể đẩy ra được hơn nữa, chắc là phải dùng cơ quan ở bên ngoài mới mở ra được. Thương Mai thấy mật thất này chưa chắc đã dùng để giam giữ người, cho nên có lẽ trong mật thất có cơ quan. Chỉ là vách tường cô cùng trơn nhẫn, trên đỉnh đầu có dây leo nhưng vẫn chưa lớn lắm. Có thể có dây leo, vậy là sẽ có hơi nước, đây là khe núi hay là nước suối. Liệu cơ quan có ở trên đỉnh hay không? Nhưng đỉnh đầu cao 2-3 trượng, cô không thể bay lên, bốn vách tường cũng trơn nhẫn, không thể leo lên hơn nữa cho dù mở được cửa cô cũng không thể đối phó được đám người bên ngoài một ngày lặng yên trôi qua cả ngày nay quý thái phi không cho thương mai một giọt nước một hạt cơm cô cảm thấy đói vẫn có thể chịu được nhưng khát nước thì không thể chịu được từ khi bắt đầu lên núi cô đã thấy khát nước sau đó thì bị trúng độc giải độc cũng tiêu hao rất nhiều nước trong cơ thể cô liếm đôi môi khô khốc đầu óc không ngừng suy nghĩ cô biết mọi người đang vô cùng sốt ruột nhất định đã tập trung tìm kiếm ở quanh chùa Trần Quốc. Cô ngồi dậy, đúng, mọi người đang tìm kiếm ở gần chùa Trần Quốc. Tà Hàn Lâu và Tố Nguyệt Lâu của Giả Vương khá quen thuộc vùng xung quanh chùa Trấn Quốc, cho nên Quý Thái Phi nhất định sẽ không giấu cô ở gần chùa Trấn Quốc. Tuy rằng nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, nhưng bây giờ cô không thể mạo hiểm. Thương Mai đoán nơi này không gần chùa Trấn Quốc, ít nhất phải cách chùa 50 dặm điều động nhân lực để lục soát đến nơi này ít nhất cũng phải đến tuần sau. Đến lúc đó chỉ sợ cô đã chết đói. Không thể trông cậy vào chi viện từ bên ngoài, chỉ có thể tự nghĩ cách. Hơn nữa, cô không thể tiếp tục nhịn đói như vậy. Suy nghĩ một lát, cô gõ cửa đá, có ai không? Ta muốn gặp quý Thái Phi. Ngoài cửa chuyên đến giọng trầm thấp, Vương Phi chờ một lát, ta sẽ đi thông báo. Chẳng bao lâu sau, quý Thái Phi đi tới. Bà ta vẫn mặc bộ quần áo ngày hôm qua, có vẻ đã hơi nhăn nhúm, nhưng tóc mai vẫn gọn gàng, chỉ khoác thêm chiếc áo choàng cổ đứng, che đi lỗ tai. Vành mắt bà ta hơi thâm, bà ta đánh phấn hơi nhạt để che đi vành mắt thâm đen, xem ra tối qua bà ta ngủ không ngon giấc. Nghĩ kỹ chưa, quý thái phi vừa đi vào đã hỏi. Thương Mai nói, ta sẽ viết bức thư này, nhưng chúng ta phải bàn điều kiện hợp tác. Điều kiện gì, người nói đi, quý thái phi không vui, sắc mặt vô cùng bình tĩnh như đã nhìn thấy suy nghĩ trong lòng của thương mai ta phải xác nhận gã sai vặt của ta còn sống hay không người cứ viết thư xong đi sau đó có thể nhìn thấy hắn ta thương mai lắc đầu không nếu muốn tôi viết bức thư này thì phải đảm bảo hắn ta còn sống nhưng bà yên tâm tôi chỉ cần nhìn thấy hắn ta sẽ không nói chuyện với nhau đâu quý thái phi suy nghĩ một lát hỏi chỉ điều kiện này đồ ăn nước Thương Mai liếm môi, ta vừa đói vừa khát, còn nữa, nếu trong núi có đệm chăn, hãy cho ta một cái giường, nơi này lạnh quá. Không có đệm chăn, nhưng có thể cho ngươi một chậu than. Thương Mai cười khổ, đây là mật thất kín không khe hở, bà cho ta một chậu than, ta còn sống được sao? Vậy hết cách rồi, chỉ có thể sai người kiếm cho ngươi ít cỏ khô, nơi này không thể so với vương phủ hay hoàng cung, vương phi chịu ấm ước chút đi. Quý Thái Phi nói xong thì phất tay, sai người dẫn đao lão đại tới. chương 524, chạy khỏi động đen. Đao lão đại bị mang lại đây, là bị hai tên mặc đồ đen áp giải đến, hắn bị thương một chút, trên mặt dính máu, có lẽ là vì không hợp tác nên bị đánh. Hắn nhìn thấy thương mai, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, vương phi. Thương mai ôm tay, ngón tay búng nhẹ lên cánh tay, nhìn đao lão đại. Đao lão đại chỉ lo xông đến, dùng sức toàn thân cậy mạnh làm hai tên mặc đồ đen không cản được, nhưng lại bị tên mặc đồ đen đứng ngoài cửa đập một gậy, đao lão đại kêu rên, té xỉu. Các ngươi, thương mai nổi giận, đột nhiên nhìn quý thái phi, hắn chỉ lo lắng cho ta, các người không cần phải nặng tay đến thế. Quý thái phi như cười như không nhìn cô, hắn mạnh như thế, nếu không dùng chút vũ lực thì sao hắn ngoan ngoãn được. Bây giờ người đã gặp hắn, đã viết thư được rồi đúng không? Được, cho ta ăn no trước đã thương mai dứt khoát nói quý thái phi cũng không vòng vo sai người chuẩn bị đồ ăn thương mai cười nói ta muốn uống rượu được thôi nhưng mà nếu sau lần này mà ngươi còn dở trò vặt nữa lần sau sẽ không được tiếp đón tốt như thế này đâu quý thái phi nói xong xoay người đi ra ngoài ngươi ăn xong thì viết ngay viết xong ai ra lại đến đồ ăn bưng lên bàn chỉ có rau dài trong núi không có thịt một chén cơm trắng cộng thêm một bình nước trong sau khi bưng đồ ăn lên cửa đá đóng lại chỉ để lại một ánh đèn nhỏ như hạt đậu chiếu sáng mật thất thương mai dùng kim châm thử độc đều không có độc nhưng mà nghĩ nhiều quá rồi bây giờ cô đang ở trong tay quý thái phi muốn giết cô cũng không cần phải hạ độc rót một chén nước từ từ uống hết khi quá khát thì lại không thể uống quá gấp uống nước xong thương mai từ tốn ăn cơm nhai kỹ nuốt chậm ăn nửa chén đã dừng lại không lâu sau lập tức có người ôm cỏ khô vào, trải xuống đất, cũng đều không nói tiếng nào, trải cỏ xong lập tức đi ra ngoài. Thương Mai hơi khựng lại, cầm rượu đổ đều ở bốn góc mật thất, lâm bâm, a à xà cô cô nói đổ rượu, kêu tên ngươi thì ngươi sẽ xuất hiện, phải xem thử mày có thông minh đến vậy thật không. Sau đó tiếp tục ăn cơm, đầu tiên lấy một nắm cơm bỏ vào trong tay áo, sau đó ăn sạch cơm trắng còn lại, cũng ăn sạch rau, mới từ từ đi đến đống cỏ khô, nằm xuống đao lão đại chưa chắc có thể hiểu ra ý của cô sợi dây sẹo luôn quấn quanh cổ tay cô hy vọng đao lão đại có thể hiểu ra được ý đồ hành động ôm tay của cô nhưng chỉ sợ hẳn còn chưa lo xong cho bản thân hắn chưa chắc có thể tránh thoát đi tìm sợi dây sẹo chỉ cần tìm được sợi dây seo cởi nó ra dựa theo lời a xà cô cô nói sợi dây sẹo có thể lần theo mùi rượu đến đây đương nhiên còn phải cho đao lão đại có cơ hội chạy thoát thương mai đoán Bây giờ trong núi không có nhiều người, bởi vì cô từng gặp được hai người áp giải đao lão đại đến trong lúc mở cửa đá. Chắc là người đều bị quý thái phi phái xuống núi thực hiện nhiệm vụ hết rồi. Cô lại tự châm cứu cho bản thân, ăn cơm xong, cảm nhận sức lực từ từ khôi phục. Thương mai cầm đèn dầu, đốt cháy cỏ khô. Chiều này là đôn vào đường cùng rồi sau đó sống lại, hy vọng quý thái phi thật sự không nỡ để cô chết. Lửa bắt đầu lớn dần, thương mai đá vào đống cỏ, đá cỏ khô đang cháy lên trên đỉnh dây leo có hơi ẩm ướt rất khó đốt cho nên thương mai lập tức đập đèn dầu lên đó lập tức lửa lan rộng hơn thương mai lại đẩy bàn ghế qua quăng văn phòng tứ bảo vào trong lửa thương mai chạy đến cửa đá gõ mạnh người đâu cháy rồi cháy rồi cửa đá không mở ra nhưng lại nghe được tiếng bước chân hỗn loạn lửa đang lan đến gần lửa không thể đốt cháy toàn bộ mật thất nhưng sẽ nhanh chóng đốt sạch không khí bên trong Thương Mai đã cảm thấy khó thở. Ngay lúc cô cảm thấy sắp thở hết nổi, cửa đá mở ra, có người vọt vào túm tóc cô kéo ra ngoài. Cô bị đau nhưng lại không phản kháng, bây giờ mà phản kháng thì sẽ càng chịu khổ hơn thôi. Rất nhiều người cầm thùng nước vào dập lửa, Thương Mai thấy càng lúc có càng nhiều người, cũng thả lỏng lại, tất cả người đều lại đây cứu hỏa, bên phía đao lão đại chắc là có thể nghĩ cách để thoát. Thương Mai bị đặt trong một lối đi, là một lối đi rất hẹp, người cứu hỏa chạy lướt qua người cô không lâu sau quý thái phi cũng đến bà sai người kéo cô đến một khoảnh đất trống chỗ này không có cửa cũng không có mật thất chỉ có một khoảnh đất trống lớn hơn lối đi một ít quý thái phi nhìn chằm chằm cô đột nhiên tát mạnh vào mặt cô rượu mời không muốn lại muốn rượu phạt thương mai cười nói quý thái phi cần gì phải tức giận đến thế chỉ là không cẩn thận đi lấy nước hay là ta muốn tự thiêu chết bản thân hạ thương mai đừng tưởng ai ra không biết người có ý đồ gì, ai ra cảnh cáo người, đây là cơ hội cuối cùng, nếu lại có lần sau, ai ra lập tức giết lão bát. Được được được, người bất giận, ta không phản kháng nữa, được không? Thương Mai vội vàng xin tha. Quý Thái Phi quay đầu nhìn người cứu hỏa, tức giận nói, đã dập lửa chưa? Hồi Quý Thái Phi, đã dập tắt, bây giờ chỉ còn khói đặc chờ tan hết khói là có thể giam giữ tiếp. Người mặc đồ đen bẩm báo nơi này đúng là không có bao nhiêu mật thất cả đây là căn mật thất duy nhất có thể giam giữ người cho dù bị cháy một lần quý thái phi cũng chỉ có thể nhốt thương mai tiếp sau khi dập tắt lửa người mặc đồ đen kéo thương mai quay về thương mai vừa vào đến cửa đã ho khan vì sặc khói sộc vào mắt đau nhức nước mắt chảy ròng ròng quý thái phi đứng ngoài cửa đá lạnh nhạt nói tự làm tự chịu bởi vì có khói đặc cũng sợ sẽ làm thương mai chết ngạt cho nên cũng không lập tức đóng cửa đá lại đương nhiên, quý thái phi cũng không đi. Trong không khí vang lên tiếng vèo vèo quen thuộc, thương mai đột nhiên bật cười, lao ra ngoài, bóp chặt cổ quý thái phi, quý thái phi, mượn cơ thể cao quý của người dùng một chút. Quý thái phi vẫn không chút sợ hãi, người tưởng người có thể thoát ra ngoài sao. Bắt được ai ra cũng chẳng có tác dụng gì, nếu người giết ai ra, người cũng không ra ngoài được. Thương Mai vươn tay, chỉ thấy một sợi dây thường màu vàng kim bay đến, lập tức quấn quanh cánh tay cô, cô nhìn quý thái phi cười lạnh nói bây giờ thì không giống rồi bây giờ cho dù ta có giết người thì vẫn có thể đi ra ngoài được người mặc đồ đen lập tức xông đến thương mai bóp cô quý thái phi lạnh lùng nói lui dai quý thái phi cười khẩy vô ích thôi trừ phi ai ra đích thân hạ lệnh nếu không bọn họ sẽ không nghe theo lệnh của bất cứ kẻ nào vậy mời quý thái phi mở miệng ngọc ra thương mai bóp chặt cổ bà kêu lên răng rắc mặt quý thái phi tím đen nhưng vẫn bể nghề nhìn hạ thương mai, không hề có ý định ra lệnh. Đao lão đại đã chạy đến, vùng đại đao, chém giết cùng người mặc đồ đen. Đao lão đại không phải là đối thủ của những người này, thương mai chỉ đành đẩy quý thái phi ra, cầm sợi dây sợi sông lên. Thái quyền của thương mai có tác dụng rất lớn trong lối đi nhỏ hẹp này, tuy sức không đủ mạnh nhưng tốc độ ra quyền nhanh, chiêu nào cũng đánh vào chỗ hiểm, mà kiếm thuật cao cường của đối phương lại không có cơ hội thể hiện, Chỗ này muốn đứng song song hai người còn khó, chém kiếm ra, Thương Mai cong eo là kiếm sẽ chém lên vách đá, ánh lửa bắn tứ tung. Nhưng Thương Mai nghĩ đến vấn đề thể lực nên không ham chiến đấu, quát với đao lão đại, khom lưng, ta sắp giải phấn độc. Cô lấy một thứ gì đó trong túi ra, hất về phía nhóm người mặc đồ đen và quý thái phi, mấy người đó rối rít che mũi miệng lại, Thương Mai kéo đao lão đại chạy ra ngoài. Thương Mai quát, mời mọi người ăn cơm, khỏi cảm ơn. Chương 525, bị bắt. Thương Mai cảm thấy cả đời này hình như cô chưa bao giờ chạy trốn nhanh như vậy, cô có cảm giác hai chân đang cuốn gió, giống như muốn bay lên. Đao Lão Đại chạy vội quay đầu lại nhìn, người mặc đồ đen đã chạy đến đây, hắn thở hổn hển nói, chạy ra đến bên ngoài thì chúng ta chết chắc, chúng ta không biết khinh công. Người ta xài khinh công đuổi theo, nhảy vài cái là bắt được bọn họ, hơn nữa, bọn họ cũng không biết bên ngoài có địa hình như thế nào, có lẽ là vách đá treo leo vậy thì lao ra kết quả chỉ có bốn chữ, tan xương nát thịt. Trước mặt đã là cuối đường, có ánh sáng chiếu vào, trốn. Trốn bằng cách nào, chạy đi thì chết ngay. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, thương mai nhìn thấy ngoài cửa có một cái cửa đá, cô nói, lát nữa chúng ta chạy ra ngoài, sau đó nhanh chóng thả cửa đá xuống, cho nên người nghe theo khẩu lệnh của ta, khi ta nói chạy, người lập tức ôm ta, ta muốn tranh thủ kéo giãn khoảng cách với bọn họ. Tuy thả cửa đá xuống chỉ cản được một khoảng thời gian, nhưng nếu bên ngoài là rừng rậm, bọn họ có thể tìm được chỗ trốn. Vâng, tuy đao lão đại không biết vì sao phải ôm cô, ôm cô không phải là sẽ chạy không được sao, nhưng hắn đã quen nghe theo lên thương mai, thương mai nói gì hắn cũng sẽ không nghi ngờ. Gần đến cửa động, còn khoảng chừng 10 mét, thương mai hô to, chạy. Đao lão đại lập tức xoay người ôm cô, thương mai quăng sợi dây sẹo về phía trước, sợi dây sẹo duỗi người, vèo một cái, kéo hai người bay ra ngoài. Sau khi bay ra ngoài cửa động, Thương Mai nhanh chóng quay đầu lại, đá vào cục đá lớn bên cạnh cửa động, chỉ nghe thấy một tiếng đùng, cửa đá rơi xuống, cản đường mấy người mặc đồ đen. Nhưng không lâu sau cửa đã được mở ra, Thương Mai dẫn theo Đao Lão Đại chạy vài bước, sau đó kéo tay Đao Lão Đại, vươn sợi dây sẹo ra, vèo một cái, không ngờ lại bay ngược trở về, đáp trên cây cổ thụ to lớn ở trước cửa đá, may mà lá của cây cổ thụ này rất dày trốn trên này chỉ cần không phát ra tiếng động, không nhúc nhích thì không thể nào phát hiện được. Người mặc đồ đen nhanh chóng mở cửa đá ra, thấy bụi cỏ có dấu chân, lập tức đuổi theo hướng thương mai mới vừa chạy qua ban nãy. Thương mai và đao lão đại ở trên cây lo lắng để phòng nhìn người mặc đồ đen dân chạy xa hơn, mới thở phào nhẹ nhõm. Đao lão đại nói khẽ, vương phi, người thông minh quá, lại còn biết chừa dấu vết chỉ hướng cho bọn họ, bây giờ bọn họ đã đuổi theo hết rồi, chúng ta đi thôi. Thương Mai thở dài, còn hai người. Lúc nãy khi đánh nhau cô đã đếm số lượng rồi. Quả nhiên, sau một lúc lâu, lại có hai người vội vàng chạy ra, nhìn xung quanh cửa động, cuối cùng vẫn chạy theo hướng mấy người mặc đồ đen kia. Thương Mai kéo đao lão đại trượt xuống cây, cổ thụ có cành khô rất to, hai người rất chật vậy, sau khi nhảy xuống, vội vàng chạy về hướng ngược lại. Trong kinh, Thương Mai đã mất tích ba ngày. Chuyện này, người trong kinh đều biết, Hoàng thượng cũng biết, ông lo lắng sốt ruột, một phân là lo cho thương mai, dù sao thương mai xảy ra chuyện, nếu nhiếp chính vương biết được chắc chắn sẽ phân tâm. Một mặt khác là lo cho bệnh của ông, cho nên ông đã treo thưởng truy nã quý thái phi, lại tăng thêm một điều kiện, người tìm được vương phi sẽ thưởng cho 10.000 lượng bạc. Bên chùa Trấn Quốc đã bắt đầu tìm kiếm từng chỗ một. Cuối cùng cũng có phát hiện là một sơn động hoang vắn, nhưng dạo gần đây lại có người đến, dạ vương dẫn người vào, nhìn thấy một lối đi thật dài, có hai cái mật thất, còn có chỗ dùng để nhóm lửa nấu cơm, có một căn mật thất từng bị cháy, căn còn lại còn có chăn đệm giường vân vân. Từng có người ở nơi này. Cẩn thận điều tra bên trong, không có dấu vết nào cho thấy thương mai đã ở nơi này, nhưng mà giả vương nhìn thấy vết đao trên vách tường thì biết được đao lão đại từng đánh nhau ở đây, bởi vì trên đây có dấu của đại đao hắn. Hắn có sức lực rất mạnh, cho nên chỗ bị chém chúng sẽ rất sâu. Không lẽ đã rời đi rồi? lương vương cũng đi theo từng đánh nhau có lẽ thất tẩu và tiểu đao đã bỏ trốn cũng có khả năng là bị giết Giả vương trầm giọng nói lương vương hoảng sợ không thể nào không phải có sợi dây sẹo sao sợi dây sẹo không phải vạn năng dạ vương nói mặt lương vương trắng bệch nếu như thật sự xảy ra chuyện gì chờ thất hoàng thúc về sẽ nổi điên mất dạ vương nói tạm thời đừng nghĩ nhiều như vậy tìm đi ngày thứ tư xuất hiện một thay đổi cực kỳ tức cười hoàng đế hạ chỉ bảo đám dạ vương hồi kinh vương phi và thất hoàng tử đã được cứu về quý thái phi cũng đã bị bắt dạ vương dẫn theo người chạy như bay về kinh nhìn thấy cảnh trong điện hắn cũng choáng váng chỉ thấy nam hoài vương cõng cành mận gai quỳ gối trước đại điện quý thái phi cũng quỳ bên cạnh nhưng đã bị trói lại chờ hoàng thượng triệu kiến hoàng thượng đương nhiên sẽ không triệu kiến hắn cho nên chỉ hạ chỉ bảo giả vương và lương vương đang chủ chính quay về xử lý. Nam hoài vương khóc giống, khóc đến khàn giọng, nhưng chỉ gào khan, gào đến nôn thốc mấy lần, mặt đất dơ cực kỳ. Còn quý thái phi, mặt như trò tàn, mặt đầy tuyệt vọng, miệng còn đang chảy máu, không biết là do bị nội thương hay bị gì. Có lẽ cho dù bà nghĩ như thế nào cũng không ngờ được rằng, cuối cùng người bắt bà lại chính là con của bà. Từ khi hoàng thượng hạ chỉ đến khi giả Vương hồi kinh chỉ khoảng 4 canh giờ, bọn họ cứ quỳ ở đây 4 canh giờ, suốt 8 tiếng đồng hồ. Nhưng Quý Thái phi vẫn quỳ thẳng tắp, không hề mất đi uy nghiêm của Quý Thái phi, quỳ cũng có tư thế hơn mấy người khác. Còn Nam Hoài Vương, khóc suốt 8 canh giờ mà còn có thể khóc ra tiếng, Dạ Vương kết luận, người này cũng là nhân tài. Bởi vì Nam Hoài Vương chịu đòn nhận tội, đương nhiên là phải tập hợp khẩn cấp các đại thần để bàn bạc các đại thần làm việc trong phòng nghị sự đều bị gọi đến đại điện. Giả vương và lương vương ngồi ở trên ghế cạnh Long ỉ, tuyên nam hoài vương và quý thái phi vào điện. Giả vương và lương vương đã đến gặp hoàng thượng trước, hỏi hoàng thượng phải xử lý như thế nào. Hoàng thượng chỉ nói một câu, thưởng phạt rõ ràng. Thưởng phạt rõ ràng, lời này đã quá rõ rồi. Nam Hoài Vương dẫn theo Thương Mai và Quý Thái Phi quay về, có công, phải thưởng, Quý Thái Phi có tội mưu phản, phải phạt không thế thiếu việc tra hỏi ở trên điện. Nam Hoài Vương khóc lóc nói, thần đi đến Trấn Giang Tô, nghe được trong kinh truyền tin nói mẫu phi thống lĩnh thích khách vào cung ám sát hoàng thượng, thân cảm thấy vô cùng sợ hãi, sợ mẫu phi mắc thêm lỗi lầm, lập tức không sợ kháng chỉ quay về kinh, đích thân truy nã bắt mẫu phi về quy án, làm nhi tử không thể khuyên mẫu phi để người phạm phải sai lầm lớn này, thân cũng có tội, nguyện chịu đòn nhận tội. Nam Hoài Vương cứ lặp đi lặp lại mấy câu này, không nói nhiều thêm câu nào khác, giống như bị chịu đả kích quá lớn nên đầu óc không còn bình tĩnh nữa quý thái phi không nói một lời cũng không nói ra lời dạ vương sau người kiểm tra phát hiện bà đã bị cắt lưỡi nếu truy nã bà vì sao phải cắt lưỡi lương vương hỏi nam hoài vương khóc để thở không nổi lúc bắt người bà liên tục mắng thánh thượng thân bất đắc dĩ mới phải cắt lưỡi bà vô cùng hợp lý ngôn tình hay nhưng mà không nói được vậy cũng có thể viết đi cũng không viết được, hai tay bà đã bị cháy sạch, còn thoang thoảng mùi cháy khét. Giả vương và lương vương thất vậy, đều nhịn không được lắc đâu, đứa con này có lòng giả ác độc đến cỡ nào chứ? Nếu đã thế thì chẳng có gì hay để hỏi, dù sao thương mai đã quay về, quý thái phi cũng đã bị bắt, lúc trước hoàng thượng cũng có ý định truy cứu nam hoài vương, cứ như vậy đi. Nhưng cũng không thể ban thưởng cho hắn 20.000 lượng được, giả vương dùng một cách khá là độc, giam bạc lại. Nam Hoài Vương Kháng chỉ hồi kinh, có tội lớn, nhưng niệm tình có công cứu Vương Phi, truy nã nghịch tắc phản nghịch, hai cái bù trừ cho nhau. Còn Tôn Thị, tước đoạt phong hào quý Thái Phi, tạm giải vào thiên lao chờ Hoàng thượng xử lý. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 35